vô hạn. Sát xuyên điện ảnh thế giới giới thiệu vắng tắt. Ngô Hằng nhìn xem sắp tiến vào thế giới. Mảnh quỷ nhai, chú, côn trị nham, tỉnh tỉnh lĩnh, chú oán, hề hồi hồn, để nhất giới, trong rừng tiểu ốc. Hắn xuyên qua đến tương tự địa cầu thăm lam tinh, bị hải đăng chọn trúng, tiến vào vô hạn thế giới. Tin tốt. Thế giới trong ngọn hải đăng, đều là một số bộ phim hắn biết rõ kiếp trước. Tin xấu bắt đầu liền tiến vào Mỹ khủng kinh điển, mảnh quỷ truy hồn, thế giới. Nhìn tu sĩ địa ngục được triệu hồi từ địa ngục. Đầu đinh, răng run, cổ họng sâu, Mỹ thực gia bốn người, cùng với xiềng xích, móc sắt và các hình cụ lắc lư xung quanh bọn họ. Ngô Hằng bình tĩnh chào hỏi. Chương 1 Hải Đăng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, tỉnh rồi à. Thận của cậu thật tốt, không hổ là cậu nhóc mới tốt nghiệp. Bên tai truyền đến giọng nữ ôn hòa dễ nghe, Ngô Hằng chậm rãi mở mắt, hắn đang nằm ở trên giường, hai tay bị dây lưng trói ở hai bên. Trong phòng ngủ chật hẹp, trần nhà lờ mờ, không có cửa sổ, trên tường xung quanh dán áp phích cũ kỹ. Một người phụ nữ mảnh mai, mặc y tá màu hồng, đeo khẩu trang đang đứng trước giường Ngô Hằng. Còng tay, y tá, tình hình thế nào? Đại não Ngô Hằng trào ra một cổ ký ức, nguyên lai hắn 20 năm trước liền xuyên qua đến thăm Lam Tinh. Linh hồn không trọn vẹn, nhất thể song hồn tại trong bộ thân thể này tu dưỡng 20 năm, thẳng đến tiền thân vừa mới qua đời, hắn mới phá trong thai chi mê, còn dung hợp một cái khác vừa tiêu tán linh hồn ký ức. Thật sự, ngươi nhìn xem. Lúc này, người phụ nữ bưng lên một cái đĩa trong suốt. Sáng bóng mềm mại, đàn hồi, màu đỏ nhạt phấn nộn, đúng là hai quả thần cực phẩm nữ y tá tự mình triển lãm, biểu đạt niềm vui sướng của cô. Đấy lòng Ngô Hằng trầm xuống, đây là tình huống gì, chết tiệt, tưởng là chơi kích thích, không nghĩ tới lại kích thích như vậy. Hắn tầm mắt đi xuống, chính mình đang nằm ở một trương phủ kín vết máu giải phẫu trên giường, trên thắt lưng thô bạo khâu lấy hai đạo vết thương, mỗi thả một cái túi đá. Cảm giác lạnh lẽo, suy yếu, buồn nôn, đau đớn toàn bộ truyền đến đầu óc Ngô Hằng. Loại cảm giác này, tin tưởng người bị giác qua thắt lưng đều hiểu rõ. Trong trí nhớ tiền thân tốt nghiệp ở nhà một năm, sau đó trên mạng kiếm một công việc lương cao, đối phương yêu cầu giữ bí mật, anh cũng muốn cho mẹ một bất ngờ, liền lén đi phỏng vấn. Thiến thiến, nắm chặt lấy trái tim, khách hàng thêm tiền thúc dục hàng, đừng trì hoãn thời gian. Một người đàn ông lịch sự đeo kính đi tới cửa thúc dục một câu, người phụ nữ gật gật đầu, tiếp theo tim cho ngô hằng một mũi thuốc. Ta vừa mới tỉnh táo a à, kiếp trước lẽ loi một mình đến 30 tuổi không có gì tiền gửi ngân hàng, đời này có thể làm văn sao công, tài phú tự do a, à, ta còn không có hưởng thụ sinh hoạt. Quỷ khuất mãnh liệt, phẫn nộ cùng không cam lòng xông lên trong lòng Ngô Hằng. Lần này, thật sự phải chết. Mí mắt Ngô Hằng bắt đầu trở nên nặng nề, ánh mắt tối sầm, đau đớn kịch liệt thúc giục đại não ngất đi. Đột nhiên một thanh âm cơ giới hóa không có tình cảm đột nhiên vang lên trong đầu Ngô Hằng bạn đã được chọn bởi ngọn hải đăng, bạn có chấp nhận đánh dấu không? Vâng. Ngô Hằng giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Sau khi xác nhận, giống như dùng kim khắc ra vết máu trên con ngươi, hiện lên trong tầm mắt Ngô Hằng. Thông tin nhận dạng đã khóa, đèn hiệu số. Sông Lâm 914 lần này neo định thế giới, mảnh quỷ truy hồn một, truyền tống đến ngược. 5 giây. 4 giây. 3 giây quan mang chợt lóe ngô hằng cảm giác xuyên qua một tầng bình phong đã xuất hiện giữa tầng mây trên cao chung quanh có một vòng vòng phòng hộ trong suốt dưới chân là tầng tầng mây trắng phía dưới là kiến trúc thành thị to bằng con kiến sống lại rồi đây là cái gì vô hạn thế giới chủ thần không gian hay là ác mộng thiên đường ngô hằng nhanh chóng sờ sờ eo mình sau đó sửng sốt vết thương khâu lại vẫn còn chỉ là không chảy máu và đau đớn nữa hành động cũng không bị ảnh hưởng giống như không bị thương nhưng vết thương lội lõm kia lại không giả được đã nói tiếng vào chủ thần không gian liền chữa trị thương thế như thế nào miệng vết thương vẫn còn a à. lần đầu tiên nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh ngô hằng liền nhanh chóng lấy tay che mặt mình bởi vì ngoài hắn ra còn có hai người bảo trì khoảng cách an toàn đề phòng lẫn nhau trọng điểm là bọn họ đều che giấu tướng mạo xem ra lần này chỉ có ba người chúng ta một người phụ nữ tóc đuôi ngựa mũ lưỡi trai, khẩu trang màu đen, dùng ánh mắt quan sát cẩn thận đánh giá Ngô Hằng. Một tên mập mạp khác đeo mặt nạ lợn rừng, đôi mắt nhỏ nhắn lộ ra một tia hèn mọn. Không nghĩ tới, cư nhiên còn có người cũng chọn thế giới này nằm ngang a. Mập mạp trong miệng không ngừng nhai trầu một loại đồ vật, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. "Ờ, người anh em, ngươi cái này làm sao làm cho huyết tư vù vù, trên người liền mặc cái quần đùi?" bị người chồng chặn rồi. Ngô Hằng ở trong lòng phỏng đoán tình cảnh trước mắt, nghe được mập mạp mở miệng nói. Hai vị, xin hỏi đây là nơi nào? Người mới. Có chút thảm a, à, để tôi giảng giải. Mũ lưỡi trai không hề che giấu, dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn chầm chầm Ngô Hằng nói. Người bị hải đăng chọn trúng, trở thành thủ tháp nhân. Mỗi tháng đều sẽ bị cưỡng chế xuyên qua các loại không biết khủng bố quỷ quái thế giới trong những thế giới khủng bố này, sẽ tồn tại một hoặc nhiều nội dung chính. Người có thể thử đi thăm dò nội dung vở kịch hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhân vật chính bên người đều là quỷ quái cao phát khu, kỳ ngộ xa nhỏ hơn nguy hiểm, liền xem ngươi có dám liều mạng hay không. Nữ nhân đội mũ lưỡi trai còn muốn nói tiếp, lại bị mập mạp cắt ngang. Dừng, người mới giảng giải khen thưởng cho vũ lộ, chia cho tôi một chút. Mập mạp thấy nữ nhân câm miệng, theo lời của nàng tiếp tục nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn có thể trở về ngọn hải đăng hoặc thực tế cho dù thế giới khủng bố có tồn tại bao lâu nó chỉ là một khoảnh khắc bên ngoài nhưng tỷ lệ thời gian giữa quảng trường bi công và thực tế là một một vết thương của ngươi chỉ là bởi vì tân thủ bảo hộ cơ chế tạm thời triệt tiêu nội dung vở kịch sau khi kết thúc trở về vẫn như cũ sẽ bộc phát cho nên ngươi phải ở thế giới này tìm được trị thương biện pháp bằng không sau khi kết thúc hẳn phải chết mặt khác ngươi phải nghe nữ nhân này, đi thăm dò tuyến chính, có thể chết cũng không biết chết như thế nào, dù sao người mới không có gì đặc biệt năng lực. Thăm dò tuyến chính, nhưng xác suất 99% gặp phải quái gì? Ai, lần này kịch bản thế giới, ngươi thảm rồi. Mập mập hư tình giả ý thở dài một hơi, tìm thư uyển diễn xuất có chút quá mức khoa trương. Không liều mới chết chắc, đừng quên 4 tháng sau là ngày tắt đèn. Nữ nhân mũ lưỡi trai phản bác một câu rồi nói: "Ta nhận được giảng giải của người mới, 100 điểm sinh tồn. Ta cũng phân đến 100 điểm, vừa vặn một người một nửa, cái này sinh tồn điểm kiếm, hắc, thoải mái. Ngày nào tắt đèn mà chết." Trong lòng Ngô Hằng có chút nghi hoặc, nhưng trước mắt cần giải quyết nhất chính là thương thế trên người, cùng với làm sao đạt được thực lực, thực lực vượt qua người bình thường, có thể sau khi trở về chạy thoát khốn cảnh nhiệm vụ đến rồi, người phụ nữ đột nhiên nói. Ngô Hằng cảm giác sâu trong đầu, hiện ra một đoạn văn tự. Thế giới Quỷ truy hồn một sinh tồn nhiệm vụ Sống sót một tháng, khen thưởng 500 sinh tồn điểm, kịch bản nhiệm vụ một Mở ra lê ma chen thiết bị, ý khen thưởng 5.000 sinh tồn điểm, nội dung vở kịch nhiệm vụ 2. Tiến vào địa ngục, ban thưởng 5.000 sinh tồn điểm, nội dung vở kịch nhiệm vụ 3 đánh chết tu sĩ, yếu khen thưởng 10.000 sinh tồn điểm cho số người vào. 3. 1. Tên đề tài. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, gợi ý 2. Người mới lần đầu tiên nhiệm vụ, cốt truyện ban đầu thân phận được tăng lên. Đến ngược đến. 10 phút, nhập ngay, ngô hằng lúc trước ý thức mơ hồ, còn có hoài nghi. Điều này sẽ thấy nhiệm vụ mà Lai Thao đã giao, anh ấy đã xác định đây chính là thế giới điện ảnh kinh dị mà kiếp trước hắn đã xem qua. Một bộ phim mà anh ấy rất thích ở kiếp trước. Nhưng thích thì thích, không có nghĩa là hắn muốn đi thể nghiệm một chút móc sắc đầu đinh A. Chương 2 Tiến vào Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push là một người yêu thích phim kinh dị, Ngô Hằng rất quen thuộc với bộ phim này. Ngoại trừ bộ phim liên tục quay, còn có các loại tiểu thuyết hoạt hình, hắn từng cùng các luận hữu cẩn thận nghiên cứu thảo luận thế giới quan bên trong, hơn nữa cãi cọ với nhau nửa ngày nhân vật nào lợi hại hơn. Ngô Hằng cố gắng nhớ lại tình tiết thế giới này. Một người tên là Frank. Người IG của Cô Tông, ở Morocco, Châu Phi, nhận được một cái hộp giống như khối Rubik. Chiếc hộp này chính là thiết bị Lemachen, còn được gọi là hộp than khóc, là một thợ đồ chơi thế kỷ 18 dùng một lượng lớn máu thịt và mỡ chế tạo ra cái hộp có thể mở ra lối đi địa ngục này. Ferran dưới sự thúc đẩy của dục vọng, cảm nhận được phương thức mở hộp mê, may mắn mở hộp mê ra. Sau đó, bốn tu sĩ địa ngục được gọi đến, dùng móc sắt có dây xích, xé nát thân thể hắn, kéo linh hồn hắn xuống địa ngục. Sau đó anh trai Relay chuyển đến ngôi nhà nơi Ferran chết, và vợ anh Julie đã bí mật ngoại tình với chú Ferran. Tay relay bị trầy xước khi anh ta chuyển đi và máu chảy xuống đúng nơi Frang đã ở khi anh ta bị xé nát. Căn gác mái trên tầng 2. Máu khiến Frang thoát khỏi địa ngục và trở về thế giới con người trong hình ảnh của một bộ xương. Hắn vì lấy được càng nhiều máu, khôi phục nguyên trạng, tìm được chu lệ để cho hắn dùng người sống nuôi dưỡng hắn, sau đó còn giết chết Kaka, mặc vào da người của Kaka. Sau lại bị mở ra địa ngục thông đạo nữ chính Kristen đem phượng trao đổi cho địa ngục bốn người tổ, đổi lấy nàng mạng sống cơ hội, cũng vì nàng ba ba báo thù. Ngô Hằng đang nhớ lại, mập mạp mở miệng nói: "Ha ha, nhiệm vụ sinh tồn cơ sở cũ rích. Bất quá nhiệm vụ tình tiết lần này cũng thật dọa người a. À. Cái này lạc mã gender thiết bị là cái gì máy móc linh kiện sao, cái này không nói. Nhưng cái này nhiệm vụ hai, vậy mà yêu cầu chúng ta tiến vào địa ngục. Địa ngục là địa phương nào?" Ác ma hang ổ A, à, nội dung vở kịch thế giới địa ngục, không nghe nói ai dám đụng vào, phỏng chừng tháp chủ nhóm cũng không dám đi. Còn có tu sĩ, là tu sĩ lợi hại trong giáo đường sao? Giết hắn lại có thể thưởng một vạn điểm sinh tồn, so với điểm sinh tồn tiến vào địa ngục còn cao hơn, cách đại phổ. Mập mập nhìn thấy nội dung vở kịch nhiệm vụ, tức giận dậm chân. Loại nhiệm vụ này hắn liền đụng cũng không dám đụng, ba cái nhiệm vụ giống như là hợp thành bốn chữ to đừng tới dính dáng ai lão muội nhi ngươi có tin tức gì về thế giới nội dung vở kịch hay không biết thiết bị lạc mã tiện đức là cái gì không tiết lộ một chút đi mập mạp một bộ sợ hãi vỗ ngực thịt mỡ bị vỗ rung lên có chút thăm dò hỏi ta nói cho ngươi biết ngươi dám tin sao cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào nữ nhân vẻ mặt ghét bỏ cau mày trừng mập mạp một cái này không nói thì không nói. Đều tại đám tháp chủ chết tiệt kia, tử thủ đoạn thông quan của mình, không cống hiến tạo phúc cho mọi người không nói. Còn phát tán tin tức tình báo giả khắp nơi, sao có thể hãm hại chết người thì truyền đi. Khiến cho mọi người hiện tại ngoài trừ người một nhà, cũng không thể tin được tình báo của người ngoài. Mập mập nghiến răng oán giận nói. Ngô Hằng lặng lặng nghe hai người nói chuyện, xác định một phỏng đoán trong lòng bọn họ quả nhiên không biết kịch bản của thế giới này đúng rồi thế giới này ở phương diện văn học và điện ảnh và truyền hình rất khác với kiếp trước trong lòng ngô hàng kích động trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh thế giới điện ảnh kinh dị này cho dù biết nội dung vở kịch phát triển làm người bình thường không dễ làm a à. dù sao trong phim kinh dị nhân vật chính chết cũng không ít nhân vật chính hào quang khả năng chính là cuối cùng mới chết về phần vai phụ đại đa số chỉ là đệm lưng cho nhân vật chính nữ nhân nhìn dáng vẻ bực tức của mập mạp thản nhiên nói lời này chờ ngươi trở về hải đăng có thể ở trước mặt các vị tháp chủ nói a à, ở đây nói có ích lợi gì tôi cũng phàn nàn nhưng khí thế mập mạp trong nháy mắt biến mất nhìn nữ nhân rồi lại nhìn ngô hằng thật không nói dối mập ca ta chỗ này có một cái về thế giới này đích xác tình báo có lẽ có thể học được một hai chiêu cảm giác tà ác năng lực chỉ cần hai người các ngươi thề, lúc kết thúc, đem lần này phó bản 500 sinh tồn điểm đều cho ta, ta liền mang theo các ngươi cùng đi, nếu không phải vì tiếp theo phó bản đổi mới số lần, ta cũng sẽ không làm như vậy. Mập mạp nói xong, trên mặt có vẻ như các người đang kiếm máu. Không cần, ta có chuyện của mình phải làm, tránh thoát nhất thời, cũng chỉ kéo dài hơi tàn vài ngày mà thôi. Mặt khác người mới, đề nghị ngươi thừa dịp một tháng này hảo hảo hưởng thụ đi. Loại này khó khăn phó bản, ngươi tra xét nội dung vở kịch là chết, trở lại hiện thực cũng là chết, nói hết như vậy, ta vào trước. Nữ nhân mũ lưỡi trai thản nhiên nói xong, người liền biến mất tại chỗ. Phi, kéo dài hơi tàn. Mập mạp hướng về phía người phụ nữ biến mất phun ra một mảnh câu, quái dị học một câu lưỡi, quay đầu nhìn về phía Ngô Hằng. Huynh đệ, chỉ còn lại hai ta, ngươi nói như thế nào, có lẽ tình báo của ta có thể giải quyết thương thế của ngươi. Ngô Hằng suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ta đồng ý, bất quá thế giới nội dung vở kịch làm sao tìm ngươi. Ám hiệu là. Sông Lâm mập ca vê vũ bá đạo. Nhớ kỹ ám hiệu này, đến lúc đó bất kể là thông qua phần mềm xã hội hoặc là thông báo đăng báo gì đó, đều có thể tìm được nhau. Được, tôi biết rồi. Ngô Hằng gật gật đầu. Thời gian sắp hết, ta tiến vào trước, phương thức truyền tống sau khi đến ngược kết thúc, ngươi sẽ không thích đâu. Mập mạp nói xong cũng biến mất tại chỗ. Ngô Hằng nhìn đồng hồ đếm ngược còn lại, trong đầu lựa chọn lập tức tiến vào. Theo Ngô Hằng truyền tống rời đi, lòng không gian tìm thư uyển cũng vỡ nát biến mất. Bóng tối bị cắt qua, ánh mặt trời ấm áp khúc xạ lên mặt Ngô Hằng. Chung quanh hết thảy trong nháy mắt trở nên sống động hẳn lên, tiếng ô tô, tiếng bước chân, tiếng mắng chửi tất cả đều truyền vào trong lỗ tai. Ngô Hằng mở mắt, hắn đang ngồi ở phía sau một chiếc xe màu đen. Ghế da mềm mại, tiếng động cơ hơi nổ vang, Ngô Hằng cảm giác tâm tình thoải mái không ít. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Một thanh âm trung niên tràn ngập cung kính từ vị trí tài xế truyền đến. Ngô Hằng ngưng mắt nhìn lại, nhíu mày. Năm sáu người da đen đang cầm gậy gộc, đá các loại vũ khí, gắt gao vây quanh ô tô, chặn xe tại chỗ. Vừa vặn eo vừa nhảy, dương nanh múa vuốt trong miệng bọn họ một mực lầm bầm cái gì đó, cách cửa sổ xe nghe không rõ lắm. Ngô Hằng kiếp trước đối với những người này không có ấn tượng tốt, hiện tại ấn tượng lại càng kém. Đụng vào. Ngô Hằng siết chặt dây an toàn trên ghế, nhẹ giọng nói. Trong nháy mắt hắn mở mắt đã hiểu được thân phận nhân vật trong thế giới nội dung vở kịch lần này. Gia đình Miranda, thờ kim hoàng nổi tiếng địa phương. Mà hắn lại là người thừa kế duy nhất của gia tộc Miranda. Din. Miranda. Đơn giản khái quát hai chữ. Có tiền. Mấy tên côn đồ trên đường mà thôi, trải qua hôm nay khiến trong lòng ngô hàng nghẹn một cổ tức giận. Ngài ngồi xuống. Tài xế cũng rất phấn khích. Một cước chân ga, ô tô mãnh liệt mang theo đẩy lưng cảm sông ra ngoài. Đám côn đồ đón xe như chó hoang bị đá đập, thét chói tai nhảy sang hai bên. Trên đường bụi bặm phía sau xe, vang lên một mảnh tiếng mắng chửi của đám côn đồ này. Nắp xe phía sau truyền đến tiếng va chạm bị đập trúng. Chương 3 Kế hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, bữa trưa của ngài đã chuẩn bị xong rồi. Đây là tờ báo ngài muốn. Trong trang viên, bảo mẫu mặc quần áo màu đen đeo tạp về màu trắng, bừng thức ăn đi tới trước mặt ngô hằng. Từ, để cái này đi, đóng cửa lại. Ngô Hằng khoát tay ý bảo mẫu đi ra ngoài. Ngô Hằng ăn xong đưa tới thịt bò bít tết, uống ly cà phê, từ trên báo chí hơi hiểu một chút về thế giới này tình huống. Đặt cà phê xuống đi tới trước bàn đàn dương cầm sơn phun sơn, khảm trang sức cầm lấy giấy và bút. Dùng chữ hán sen lẫn ký hiệu chỉ có mình mới có thể giải mã, bắt đầu viết kế hoạch. Điều đầu tiên cần chắc chắn là, kịch bản phát triển đến bước nào rồi. Nữ chính Christine, Ngôi nhà sau khi chuyển nhà của cô ấy ở đâu và cách đây bao xa? Liệu chú phơ răng của cô có nhận được hộp tang lễ vào giờ này không? Thứ hai, làm sao có thể nhận được lợi ích từ thế giới này, giải quyết nguy cơ bên ngoài? Dù sao trở lại hiện thực, mình còn thiếu hai quả thận, giao giải phẫu treo ở ngực. Nhiệm vụ thứ nhất của tuyến chính lần này là yêu cầu mở hộp thương tiết ra. Nhưng thứ này chỉ có người môi giới địa ngục đưa cho một số người được chọn bị học mê hoặc lĩnh ngộ thủ thế đặc biệt mới có thể mở ra. Trong phim và truyện tranh, một số người bình thường nhận được học mê, không thể mở ra, chỉ đơn thuần cất giữ. Nếu ở cùng với người được chọn để mở hộp, có thể tính là trợ giúp mở hộp. Nhưng sau khi mở hộp, nên đón người mở hộp cũng không phải là thiên đường gì. Mà là mở ra thông đạo địa ngục. Các tu sĩ địa ngục sẽ được triệu hồi ngay lập tức và sử dụng các công cụ địa ngục để xé nát người mở hộp anh nghĩ nó kết thúc chỉ bằng việc bị xé toạc. Không, linh hồn của họ còn có thể bị bắt vào địa ngục, vô số lần chịu đựng sự tra tấn của các tu sĩ và sự dày vò của địa ngục. Thẳng đến linh hồn của bọn họ vặn vẹo chết lặng, đánh mất tất cả giá trị, mới bị ném vào địa ngục biên giới nham hố bên trong, chậm rãi trở thành địa ngục trên vách tường khảm nạm huyết gạch. Về phần nội dung vở kịch nhiệm vụ thứ hai cùng nhiệm vụ thứ nhất kỳ thật là có tính liên quan, muốn tiến vào địa ngục đầu tiên phải dùng mê hộp mở ra địa ngục thông đạo mới có thể tiến vào chỉ riêng cửa ải tu sĩ địa ngục này lại càng không qua được chớ nói chi là sau khi tiến vào địa ngục có thể còn sống đi ra hay không đến lúc đó người đều chết hoàn thành nhiệm vụ thì có ích lợi gì lại nói nhiệm vụ ba giết chết địa ngục tu sĩ nhiệm vụ này liền càng là vô nghĩa đây đối với ngô hằng xem ra chính là một trò cười địa ngục So với tin tức kiếp trước người kia liên tục trúng ba lần sổ số độc đắc còn thái quá. Quần áo của các tu sĩ địa ngục là do da thịt của địa ngục chi chủ Leviathan chế tạo mà thành, bình khí thế gian không thể bị thương. Thân thể của bọn họ cũng là từ Leviathan huyết dịch cải tạo mà thành, có siêu phạm lực lượng cường đại. Cho dù tu sĩ yếu hơn nữa, cũng không phải người bình thường có thể giải quyết. Bốn ngón tay phải ngô hẳn theo bản năng gõ tới gõ lui trên bàn. Suy nghĩ một chút, suy nghĩ cẩn thận một chút. Suy tư nửa ngày sau, ở trên giấy viết một chuỗi văn tự, tiếp theo đem giấy vò lên, xé nát sau đó ném vào cống thoát nước rửa đi. Sa đại, gọi quản gia lại đây. Ngô Hằng hướng cửa hô một câu, sau đó tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Đinh tiên sinh, xin hỏi có phân phó gì không? Quản gia mát cờ mặc một bộ âu phục vừa vặn, tóc chạy tỉ mỉ, chỉ là nếp nhăn trên mặt chứng minh tuổi tác của hắn chú Marker, chú đã đến gia tộc chúng cháu hơn 30 năm rồi, nếu nhớ không lầm, còn hai năm nữa là về hưu. Vâng, thưa ngài. Mã khắc nhĩ hai tay đang vào nhau đứng, nhẹ nhàng gật đầu. Chú Marker, hai ngày gần đây cháu có mấy chuyện vô cùng quan trọng, nếu chú làm tốt, cháu cho chú nghỉ hưu sớm hai năm, hơn nữa chấp nhận chú đề cử quản gia mới cho cháu. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngô Hằng nhìn chầm chầm quản gia, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên có thể, Đinh Thiếu Gia, tôi nhìn cậu lớn lên, có nhu cầu gì cứ nói cho tôi biết. Mã Khắc Nhĩ nhìn thấy biểu tình của Ngô Hằng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, thận trọng hồi đáp. Chú Mã Khắc Nhĩ, chú yên tâm, không phải chuyện gì khó làm, chỉ là việc này vô cùng quan trọng, nhất định phải làm tốt. Quản gia thấy thiếu gia nhà mình nghiêm túc như vậy, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cho rằng là chuyện vô cùng khó khăn. Xin ngài cứ việc phân phó. Ngô Hằng giơ ngón trỏ lên. Thứ nhất, bây giờ mời cảnh sát trưởng địa phương đến làm khách, nói tôi muốn quyên góp một triệu bản anh để cải thiện cảnh giới. Cô giơ ngón tay thứ hai lên. Thứ hai, giúp tôi tìm 20 thám tử, để cho bọn họ lần lượt tới gặp tôi. Thứ ba, liên hệ truyền thông cùng với các nhà tòa soạn báo, thủy quân, đối với cá nhân ta tiến hành đóng gói tuyên truyền, hai ngày nữa, tôi sẽ triển lãm một tác phẩm nghệ thuật và khi đó tôi sẽ bắt đầu triển lãm với tư cách là nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất. Ngô Hằng một hơi nói xong ba chuyện, bưng cà phê lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Cà phê nguyên vị cay đắng nồng đậm, làm cho đầu óc anh càng thêm tỉnh táo. Còn yêu cầu gì nữa không, thưa ông, người quản gia hỏi. Hôm nay tạm thời chỉ có ba thứ này, ngày mai còn có những thứ khác. Những thứ này tốc độ càng nhanh càng tốt, xếp hàng trước tất cả hành trình không thể chậm trễ. Nghe được ba yêu cầu, Mã Khắc Nhĩ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên người tràn ngập một cổ tự tin. Đối với hắn mà nói những chuyện này hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý. Được, tiên sinh, ta đây đi an bài trước. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su sinh chấm com ư. Ừ. Quản gia Mã Khắc Nhĩ nhận được câu trả lời thuyết phục, lui về phía sau hai bước, xoay người đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa bắt đầu gọi một chuỗi điện thoại. Ngô Hằng bưng cà phê lên, đi tới trước cửa sổ thủy tinh sát đất, nhìn đài phun nước pho tượng tràn ngập phong cách châu Âu trong trang viên, lá cây màu vàng hơi lắc lư. Không về được. Ngô Hằng thở dài một hơi, xoay người trở lại sofa tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, kế tiếp hắn chính là bảo trì tốt tinh thần, chờ đợi khách nhân tùy thời đến. Ngô Hằng cũng không lo lắng chuyện an bài sẽ thất bại, bởi vì không ai sẽ cự tuyệt tiền tài, hơn nữa tiền tài nhặt không sự thật đúng như ngô hằng dự đoán trong cục cảnh sát phiêu tiên sinh liên quan đến hài tử của ngươi mất tích còn có cái gì bỏ qua chi tiết sao ngươi cẩn thận ngẫm lại người không có khả năng hư không từ trong bệnh viện biến mất như vậy đi cảnh sát trưởng bogger râu quai nón đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên ăn mặc như một luật sư thì đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại di động cái gì một triệu bản anh quyên góp cho cục cảnh sát Cảnh sát trưởng Boreas kích động nâng cao âm điệu, toàn bộ ánh mắt đại sảnh đồng loạt chuyển hướng Boreas, trong mắt đều mang theo nóng bỏng. Anh Marker, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, anh nói có đúng không? Được được được, tôi xuất phát ngay bây giờ. Sau khi Boreas cúp điện thoại, nhanh chóng đứng lên, người bên cạnh thông minh đưa mũ lên. Con của ta. Trung niên nhân vẻ mặt lo lắng, còn muốn nói cái gì nữa? Tìm hắn đi. Chú phù hộ cho các con của Ngài. Bô Rê Ác thuận tay liền chỉ bên cạnh cho hắn đưa mũ cảnh sát trẻ tuổi, liền vội vã đi ra cửa. Không đến một giờ, quản gia đã dẫn theo bác Thụy Tư đi tới trước mặt Ngô Hằng. Chương 4 Câu cá Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, push, xin chào, cảnh sát trưởng Bô Rê, hoan nghênh làm khách, mau mời ngồi. Ngô Hằng nhìn trán đối phương có chút mồ hôi, cười ân cần thăm hỏi. Xem ra đây là một người thích tiền. Xin chào, Ngài Đinh. Sau khi nghe điện thoại, tôi lập tức chạy tới, không có thời gian thay lễ phục, thật sự là thất lễ. Bác Lý Tư ngồi trên sofa, mang theo khuôn mặt tươi cười râu quai nón chờ mong nhìn chầm chầm ngô hằng. Giống như một con gấu bắt cực dáng điệu thơ ngay khả ái, chờ đợi ném thức ăn. Không có gì đáng ngại, cảnh sát trưởng Bô Rơ, như vậy tôi càng cảm thấy thân thiết hơn bác lý tư có chút muốn nói lại thôi cái kia à chuyện là thế này hôm nay lúc ngồi xe trở về lại bị một đám côn đồ da đen chặn lại vỏ xe của tôi đều bị đập vỡ cảm thấy lực lượng cảnh sát căng thẳng sâu sắc cho nên quyết định tài trợ một khoản tiền cho cục cảnh sát dùng để cải thiện nói chuyện đồng thời ngô hằng từ trên bàn năm tờ viết xong chi phiếu bên trong lấy ra một tờ giao cho bô rơ ông đinh ông không sợ chứ đám tinh tinh buôn lậu này giống như cỏ cuộn trên đường cao tốc. Mỗi ngày đều sẽ biến mất vài cái, nhưng sẽ lăn tới càng nhiều, căn bản không sạch sẽ. Ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ ở ngài phụ cận khu vực tăng cường an bài tuần tra, cam đoan đám này chết tiệt tạp chủng, sẽ không lại xuất hiện ở trước mắt của ngươi. Bô rơ cầm tấm xét, trong lòng hắn biết rõ, chỉ là vài người da đen, cùng con số trên tấm xét này căn bản không có khả năng so sánh tuyệt đối còn có yêu cầu khác. Cảnh sát trưởng Bô những chuyện này đều là việc nhỏ, hôm nay mời anh tới chủ yếu là muốn nhờ giúp đỡ điều tra tung tích của mấy người, đây là tên của bọn họ, một người 100 ngàn bản anh, nếu trong vòng hôm nay có tin tức, mỗi người tăng thêm 100 ngàn. Ngô Hằng nói xong đưa ra tờ giấy đã viết xong. Trên tờ giấy viết tên của bốn người. Christine Cô Tông, Larry Cô Tông, cha, Frank Cô Tông, chú, Má Cất Âm cha của một nhà thờ. Họ của mẹ kế của Christian là Julie, Ngô Hằng thật sự không nhớ ra, bất quá có tên của cha cô, đủ để xác nhận là Christian mà anh muốn tìm. Má cất không xuất hiện trong phần đầu tiên, nhưng trong truyện tranh, anh ta là một thành viên trong tổ chức người can thiệp do Christian thành lập, cũng là một phần trong kế hoạch của Ngô Hằng. Nếu như má cất tồn tại, cũng liền xác nhận nơi này không chỉ là bộ thứ nhất thế giới càng là điện ảnh cùng truyện tranh hỗn hợp khổng lồ thế giới. Đinh tiên sinh, tôi có thể hỏi một chút, nguyên nhân anh điều tra mấy người này là gì không? Bô Rơ tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, chuyện này đối với hắn mà nói phi thường đơn giản, nhưng là làm cảnh sát trưởng, hắn vẫn là thói quen nghề nghiệp hỏi một câu. Yên tâm đi, ta đã mời ngươi tới, tự nhiên không phải là chuyện phạm pháp gì. Bô Rơ gật gật đầu, có chút không nỡ nhìn chầm chầm bốn tờ chi phiếu còn lại trên bàn. Vậy được, trễ nhất buổi tối ta sẽ cho ngươi tin tức, vậy ta đi về trước. Quản gia sau khi tiễn bô rơ ra cửa, trở về trước mặt Ngô Hằng. Tiên sinh, thám tử ngài cần đã liên lạc xong rồi, điều tra mấy người như vậy căn bản không cần tiêu phí như vậy, một phần trăm cũng đủ rồi. Tất nhiên là tôi biết, chỉ là nó quan trọng và nó đáng giá như vậy. Ngô Hằng đương nhiên hiểu, nhưng chỉ có nhanh chóng tìm được vị trí của mấy người này, xác định nội dung vở kịch, mới có thể làm cho hai chuyện còn lại tiếp tục tiến hành. Mã Khắc Nhĩ nhìn thấy thái độ của Ngô Hằng, hắn hiểu rõ chuyện còn lại về đóng gói tuyên truyền của Ngô Hằng, phải toàn lực giám sát làm tốt. Lúc chạng vạn, Ngô Hằng đã nhận được hồi âm của cảnh sát trưởng. Christine và bố mẹ kế của cô ấy hiện đang ở thành phố Brooklyn bên cạnh. Frank đã ở sân bay Hát Tân hai ngày trước, đáp chuyến bay buổi sáng đến Morocco ở châu Phi. Quan trọng hơn, cha má cớt đã tìm thấy nó và nó thực sự tồn tại. Hắn nhậm chức ở giáo đường Gờ cách trang viên 600 km, có rất nhiều người tên má cớt, nhưng thân phận cha xứ chỉ có một người này. Xem ra bộ thứ nhất nội dung vở kịch còn chưa có bắt đầu, nhưng là cũng nhanh, đợi đến phở răng trở lại ưng quốc thời điểm, chính là nội dung vở kịch chính thức bắt đầu thời điểm, hết thảy phải nắm chặt. Ngô Hằng trong lòng đem các lộ tiên Phật có thể nhớ lại tên đều nhắc tới một lần, hy vọng hết thảy đều thuận lợi, thật vất vả sống lại một đời, nhất định phải sống đặc sắc, tuyệt đối không thể cứ như vậy kết thúc. Trong đêm liên tục từ chối Mary, Manny, Laura. Chờ vài người phụ nữ mời ăn tối xong, Ngô Hằng rốt cục nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Ba ngày sau. Trong giáo đường gờ lát, Ngô Hằng đang nói chuyện với cha đỡ đầu má cất. Nhìn người cha đỡ đầu tóc nâu và râu quai nón, ăn mặc chỉnh tề trước mắt, ai có thể nghĩ rằng trong những năm sau đó, ông sẽ trở thành một người say rượu đã đánh mất niềm tin của mình. Cha má cất, con đã đến, và như đã thỏa thuận trước đó, cuộc triển lãm sẽ được tổ chức ở cửa nhà thờ ngày hôm nay. Ngô Hằng vương cổ tay, nhìn đồng hồ. Đinh tiên sinh, ta xem tác phẩm của ngươi, chỉ mong nó có thể cảnh tỉnh thế nhân, cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Má cất nhìn bức tượng di sức trên tường, bắt đầu thành kính cầu nguyện phớt lờ tiếng ồn ào bên ngoài nhà thờ má cất nếu anh hiểu những gì anh đã trải qua sau đó anh sẽ biết ơn tôi và có lẽ anh nên cầu nguyện với tôi thay vì chúa giêsu ngô hằng khịt mũi coi thường hành vi của má cất trong lòng yên lặng nói một câu xoay người đi ra ngoài cửa đinh tiên sinh nghe nói ngài là trong mộng nhận được thần gợi ý mới sáng tác ra tác phẩm hiếm thấy này tiên sinh có thể giải thích ước nguyện ban đầu khi sáng tác tác phẩm này không là một nghệ sĩ trẻ gần đây anh có kế hoạch gì khác không trên sân bên cạnh giáo đường một đám phóng viên vây quanh ngô hằng không ngừng đặt câu hỏi một hộp thủy tinh phủ vải đỏ được bưng lên đặt ở trên đài triển lãm trong ánh mắt chờ mong của mọi người cái hộp được mở ra bên trong là một quả cầu thủy tinh trong suốt bên trong quả cầu thủy tinh có chất lỏng màu đỏ chảy xuôi giống như nham thạch chảy xiết không ngừng thưa quý ông quý bà đây là quả cầu pha lê rực lửa được tạo ra dựa trên địa ngục trong giấc mơ của tôi. Ngọn lửa không ngừng bên trong đại diện cho sự tàn khốc thực sự của địa ngục, những vết bỏng không ngừng và không bao giờ ngừng. Lý do tôi công bố tác phẩm này gần nhà thờ ngày hôm nay là để khuyến khích thế giới bằng ngọn lửa địa ngục, không bị lừa dối và rơi vào lửa địa ngục. Ngô Hằng đứng trên đài cao trải thảm đỏ, chậm rãi nói. Trên thực tế cái này thủy tinh cầu chỉ là hắn bỏ ra giá cao suốt đêm đặt mua bình thường hàng mỹ nghệ mà thôi bản thân cũng không có cái gì nghệ thuật giá trị cái gọi là họp báo phóng viên quảng cáo tuyên truyền phủ kín thành phố phụ cận trong nháy mắt cũng chỉ là tiền tài mở đường mà thôi hết thảy đều vì đem hàm nghĩa đại biểu của liệt diễm thủy tinh cầu này truyền đạt ra ngoài theo buổi họp báo kết thúc đã đến chạng vạn tối các phóng viên đã mang theo tiền lì xì của mình trở về tòa soạn báo mọi người vây xem cũng dần dần tản đi trên sân chỉ còn lại nhân viên công tác chờ thu dọn tàn cục đinh tiên sinh ngài xem có phải sắp kết thúc hay không đã không còn ai một quản lý mặc đồng phục làm việc màu lam tìm thư uyển đi tới trước mặt ngô hằng nhẹ nhàng hỏi một câu chờ một chút chờ một chút ngô hằng ngồi trên bàn triển lãm trong lòng hơi có chút phiền não không có đạo lý hắn không tới tuy rằng phía sau còn có thể tiếp tục an bài nhưng lãng phí thời gian quá lâu chờ Frank từ Morocco trở về, nội dung vở kịch bắt đầu, kế hoạch sẽ dồn dập hơn rất nhiều. Bớt, một bàn tay bẩn dính mồ hôi, vỗ lên bàn triển lãm trải vải đỏ trước mặt hắn. Trong kẻ móng tay của bàn tay đen toàn là bùn đen. Nhưng Ngô Hằng đã không quan tâm những thứ này, ánh mắt co lại, tập trung vào quả cầu thủy tinh bẩn thiểu trong tay. Đợi đã. Trong quả cầu thủy tinh trong suốt, có một cây tùng khô héo bông tuyết trắng nhạt từ đỉnh rơi xuống, phiêu đảng trong quả cầu thủy tinh, ngô hằng thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió tuyết gào thét. Những bông tuyết này phản phất có một loại lực hấp dẫn đặc biệt, ngô hằng cảm giác mình như bị hút vào bên trong, mùa thu ấm áp này, lại cảm giác được vài phần lạnh thấu xương. Kẻ lang thang từ đâu tới, cút xuống đi. Nhân viên công tác bên cạnh quát lớn một tiếng, muốn rút ghế đập qua. Chờ một chút. Ngô Hằng đưa tay ngăn lại, cẩn thận đánh giá kẻ lang thang đội mũ trùm đầu trước mặt đây thực sự là một quả cầu pha lê đặc biệt bao nhiêu tiền tôi sẽ lấy nó ngô hằng nói nó thuộc về ngươi địa ngục không có lưu huỳnh liệt hỏa chỉ có trời đông giá rét kẻ lang thang bỏ lại những lời này liền nhanh chóng xoay người rời đi ngô hằng cầm lấy quả cầu thủy tinh không dám quan sát quá nhiều thận trọng đặt ở trong hộp đem gói kỹ phất tay để cho nhân viên công tác bắt đầu kết thúc thứ phải đợi, hắn đã đợi được, không cần phải đợi lâu. Chương 5 Thủy tinh cầu cách dùng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, mã khắc nhị thúc thúc, cải tạo còn bao lâu, thu thập đồ vật thế nào rồi? Sau khi lấy được thủy tinh cầu, Ngô Hằng suốt đêm trở về trang viên, mới an tâm. Trong một tuần này, hắn luôn luôn quan sát hướng đi của Christian, đồng thời cũng chỉ đạo cải tạo lại nhà gỗ ở sân sau nhà gỗ này liên quan đến tính mạng của hắn hắn chỉ có tự mình giám sát mới an tâm ngô hằng lúc này đang hỏi thăm chuyện an bài quản gia lúc trước phần thân chính đã được xây dựng chỉ còn lại việc cải tạo mặt khác đã từ con đường thu thập được một tấn máu tươi còn đang tiếp tục thu thập quản gia mát cờ có chút lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình đây là muốn làm cái gì là muốn tế tự ma quỷ sao cậu đã cố gắng khuyên can, nhưng cậu Đinh có thái độ cứng rắn, là quản gia trung thành cả đời, tất cả những gì có thể làm là toàn lực phối hợp. Chủ thể tốt là được rồi, không cần trang hoàng, máu cũng đủ rồi, thông tri hôm nay nghỉ ngơi, để tất cả mọi người rời khỏi trang viên. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Quả cầu thủy tinh quan trọng nhất đã tới tay, kế tiếp chính là thời khắc quyết định vận mệnh. Cái này băng tuyết thủy tinh cầu ở trong truyện tranh là làm địa ngục trung gian kẻ lang thang, chủ động đi trong giáo đường giao cho cha xứ má cất. Ở thế giới này, chó săn địa ngục và tu sĩ địa ngục quả thực coi giáo đường như hậu hoa viên. Chúng động một chút là đến nhà thờ đập phá tượng thần di sớt, giết người, thượng đế cũng không quản. Mảnh quỷ truy hồn, mê hợp, đều cần một ít dục vọng cực sâu, bị môi giới chọn trúng người mới có thể mở ra mê hợp. Học mê bình thường cho dù ngô hằng có được, cũng không nhất định có thể mở ra chỉ có viên băng tuyết thủy tinh cầu này chỉ cần đọc một câu khẩu hiệu là có thể mở ra không cần dục vọng thủ thế gì thủy tinh cầu này mới là mục tiêu hàng đầu của ngô hằng ngô hằng đang xác định thế giới này tồn tại cha sứ má cớt cũng đã giảm bớt phạm vi băng tuyết thủy tinh cầu lại trắng trận tuyên truyền hàm nghĩa của liệt diễm thủy tinh cầu mà mình sáng tác chính là vì dùng hàm nghĩa hoàn toàn tương phản với băng tuyết thủy tinh cầu hấp dẫn người môi giới địa ngục có thể ở phụ cận giáo đường gờ lát hắn tin tưởng chỉ cần môi giới của hàng băng địa ngục tu sĩ nghe được loại này trắng trợn tuyên dương liệt diễm địa ngục cùng hàng băng hoàn toàn tương phản thủy tinh cầu tuyệt đối sẽ tức giận tìm tới cửa để cho đối phương hảo hảo lĩnh hội một chút cái gì gọi là hàng băng địa ngục tự như một người đột nhiên thông qua các loại tin tức truyền thông tuyên bố não đầu hủ mặn nhìn cũng cảm giác không ngon muốn cấm não đầu hủ mặn cả nước về sau chỉ cho phép bán đậu hũ ngọt. Mọi người nhất định phải nguyên một chén đậu hũ não mặn, hung hăng cứng trắng nhét vào trong miệng hắn, để cho hắn nếm thử một chút rồi mới nói. Sau khi xác định tất cả thiết bị đều an bài thỏa đáng. Quản gia mã khắc nhĩ để cho tất cả người hầu rời khỏi trang viên, chính hắn cũng ngay sau đó đi ra ngoài. Ngô Hằng cầm hộp gỗ đựng thủy tinh cầu, xuyên qua con đường nhỏ rập bóng cây. Đi tới hậu viện trang viên, đi vào trong một căn nhà gỗ không bắt mắt. Anh mở vách ngăn trên sàn nhà và đi theo cầu thang tối tăm xuống độ sâu 20 mét dưới lòng đất. Nơi này là ưng quốc các phú hào đều thích xây dựng, dùng để tránh né bom hạt nhân tận thế nhà an toàn. Có một đường ống dày bằng bát ở giữa tầng mái an toàn, một mực xuyên thấu đến mặt đất, từ trong nhà gỗ kéo dài đến bên ngoài cửa sổ. Ngô Hằng ngồi trên tấm thảm ở giữa nhà. Từng ngọn nến cuốn quanh Ngô Hằng, tạo thành một hình vuông. Hắn trần truồng ngồi xếp bằng ở bên trong, lặng lặng chờ đợi thời gian đến ước định 12 giờ 20 phút. Mục tiêu đầu tiên của Ngô Hằng chính là muốn thông qua hàng băng thủy tinh cầu, mở ra cửa lớn địa ngục gọi tu sĩ địa ngục tới. Tiếp theo sau khi chết vào địa ngục, lấy thân phận chú đồ sau khi chết, trong thời gian cực ngắn, lợi dụng máu từ địa ngục nhanh chóng trốn về nhân gian. Ngô Hằng không nghĩ tới một bước liền trở thành tu sĩ địa ngục bởi vì bị cải tạo tu sĩ, linh hồn đều sẽ bị địa ngục chi chủ Lê Vi Thang vững vàng khống chế, tự thân ký ức cũng sẽ bị Lê Vi Thang sửa. Chỉ có chú đồ bình thường, Lê Vi Thang căn bản sẽ không để ý, lười đi khống chế. Trên lý thuyết chỉ cần trốn về đủ nhanh là có thể tránh khỏi bị hoàn cảnh địa ngục tra tấn điên cuồng. Thế giới này điên cuồng, muốn thành công chỉ có lòng dạ ác độc. Không nắm lấy cơ hội liều mạng, chỉ có một con đường chết, muốn sinh tồn nhất định phải điên cuồng. Nhìn đồng hồ, 12.19 buổi trưa đã đến. Ngô Hằng tự dở một tiếng, hít sâu một hơi. Lấy ra chủy thủ trong hộp đặt ở trước người, tiếp theo cầm lấy thủy tinh cầu, nâng ở trong lòng bàn tay. Bông tuyết phiêu đẳng ở trong quả cầu thủy tinh càng ngày càng sinh động xoay quanh gào thét, tựa hồ đang thúc giục Ngô Hằng, lại tựa hồ đang chúc mừng. Địa ngục không có lửa lưu huỳnh, chỉ có trời đông giá rét. Ngô Hằng nhẹ nhàng đọc ra những lời này, vừa dứt lời quả cầu thủy tinh trong tay đã xảy ra biến hóa gió lạnh thấu xương từ trần nhà trút xuống tuyết lớn đầy trời vẫn rơi vào trong phòng một đạo băng tuyết như lưỡi dao sắc bén xé rách bức tranh chúa dê su chịu khổ treo trên tường giống như thượng đế đang đau buồn vì nó tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang ngô hằng nhanh chóng cầm lấy chủy thủ cắm vào ngực mình tiếp theo quay đầu nhìn lại đó là khuôn mặt như thế nào a à? quả thực chính là một bộ xương khô đóng băng dưới lòng đất trước ngực nó mở rộng vết thương đã khô héo vô số tiếng gào thét của linh hồn quanh quẩn ở bên trong miệng đầy răng nanh gian nan mở ra từng câu từng chữ phát ra tiếng gào khàn khàn ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi để sửa chữa giấc mơ của ngươi địa ngục là tàn dư của thiên đường còn sót lại sau khi chúa ra đi ở đây không có chúa không có quỷ dữ chỉ có cái lạnh vô tận trống rỗng cô đơn và tĩnh lặng hàng băng địa ngục tu sĩ vừa gào thét, vừa chậm rãi tiếp cận Ngô Hằng. Sâu trong đầu Ngô Hằng vang lên gợi ý. Kịch bản nhiệm vụ 1 Mở ra Lê Ma Chen thiết bị, nhiệm vụ hoàn thành, thu được 5.000 sinh tồn điểm, độ thăm dò 10%, kịch bản chấm điểm tăng lên, Ngô Hằng đã không rảnh bận tâm. Hắn chỉ cảm nhận được vô tận rét lạnh, thân thể giống như nước ra khối băng, từng khối vỡ nát, trượt xuống trên mặt đất. Trước khi thân thể hoàn toàn vỡ nát, Ngô Hằng đã hoàn toàn tử vong, tất cả đều khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có hàng băng thủy tinh cầu trên mặt đất. Ngô Hằng cảm giác mình đang rơi xuống bóng tối vô tận. Chung quanh càng không ngừng phiêu đảng tất cả hồi ức, hồi ức thống khổ nhất tiền thân lần lượt chân thực hiện lên, muốn tra tấn linh hồn Ngô Hằng. Sâu trong đầu Ngô Hằng lại vang lên nhắc nhở. Nội dung vở kịch nhiệm vụ 2 Tiến vào địa ngục, nhiệm vụ hoàn thành, thu được 5.000 sinh tồn điểm, thăm dò độ 35%, nội dung vở kịch chấm điểm tăng lên, độ thăm dò đạt tới 30%, thu được bản thế giới kịch bản vé vào cửa một tấm. Ô Ngô Hằng đã không có tinh lực để ý tới những thứ này, hắn suy đoán mình hẳn là tiến vào trong địa ngục tư duy lao tù, vốn cho rằng mình loại này không có cực đoan hắc ám dục vọng không hợp cách linh hồn, hẳn là sẽ tiến vào địa ngục biên giới nhất nham hố. Không nghĩ tới lại có thể nâng cao một tầng, cũng may những hồi ức tra tấn này đều có liên quan đến nguyên thân, không phải kiếp trước của mình, thống khổ ngắn hạn vẫn còn trong phạm vi thừa nhận. Điều này ngược lại để cho hắn kiếp trước đã mơ hồ ký ức biến rõ ràng, các loại quên mất nội dung vở kịch, đều nhớ lại. Quản gia chờ bên ngoài trang viên, nhìn đồng hồ đeo tay. 12 giờ 30 phút, đã đến giờ. Hướng bên người vẽ mặt mê mang, lái xe nước loại nhỏ người vẫy vẫy tay, dẫn hắn đi tới phía sau nhà gỗ bên ngoài. Đối ống nước vào miệng ống nước này, đúng, cứ như vậy, mở công tắc. Theo quản gia dứt lời, máu mãnh liệt chảy ra, theo đường ống, một đường chảy xuôi đến trong phòng an toàn dưới 20 mét. Máu chảy thẳng xuống tấm thảm giữa phòng. Tấm thảm tiếp xúc với máu, giống như da bị bỏng bởi nước sôi, toát ra một vũng giống như nước ối. Máu đông lại thành một miếng thịt vụn, nó bắt đầu phát triển, và trong nháy mắt, nó tạo thành một trái tim đang đập. Trái tim hai bên dần dần mọc ra hai cái xương cốt, xương cốt chống cách mặt đất treo trái tim đứng ở trên thảm trên mặt đất lại mọc ra một cái đầu lâu phía trên trái tim toát ra một đoạn xương cổ xương cổ đâm vào đầu lâu nối liền lại dĩ nhiên là nửa người trên của một bộ xương khô khi máu được hấp thụ bộ xương nhanh chóng được bổ sung và cơ bắp và da được sinh ra ngô hằng cúi đầu nhìn thân thể mới sinh của mình cảm giác đau đớn cơ bắp trần trụi trong không khí theo làn da thành hình đã biến mất ha 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 ha. Ngô Hằng cười to, tìm thư uyển hắn đánh cuộc thắng. Hắn đã trở thành chú đồ từ địa ngục trốn về nhân gian. Một lối thoát nhanh chóng và hiệu quả, một cuộc hành trình ngắn đến địa ngục, không thay đổi hay bóp méo linh hồn của anh ta. Cảm thụ được sức mạnh vượt qua cực hạn của thân thể, loại cảm giác thoải mái thoải mái này, làm cho hắn cực độ sung sướng. Giống như cảm giác đau đớn thoải mái sau khi bắt mũi, hoặc là cảm mạo nghẹt mũi đột nhiên thông suốt cảm giác thoải mái, trên phương diện cảm giác thoải mái này mở rộng ngàn vạn lần, chính là cảm thụ hiện tại của Ngô Hằng, loại cảm giác trở nên mạnh mẽ này làm cho Ngô Hằng mê muội. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được mình có được hai hạng kỹ năng thiết yếu của địa ngục chú đồ. Hấp thu, di bi. Trừ phi phá hủy hoàn toàn phần thịt vùng ở trung tâm trái tim, nếu không bất kể là bị thương nặng bao nhiêu, đều có thể thông qua hấp thu máu nhanh chóng khôi phục thân thể cảm giác giống như ma cà rồng nhưng không biết bay. bất quá cũng không có khuyết điểm sợ dương của ma cà rồng. tự như phờ răng trở thành chú đồ trong phim, có thể ăn cơm, uống nước, vui thích bình thường. một kỹ năng khác, di da, có thể thông qua da người chết chế tạo ra bao da có thể mặc trên người. chú đồ sử dụng có thể bắt chước bề ngoài và âm thanh của người chết. ngô hằng xem xét năng lực của mình, ngay sau đó phát ra năm đạo tin tức thông báo cho nhân viên năm đội ẩn nút, kế hoạch hủy bỏ, không cần dựa theo thời gian của mình lén lút lẻn vào trang viên. Sự tình liên quan đến kế hoạch sống lại của hắn, Ngô Hằng đương nhiên sẽ không bỏ trứng gà vào một cái rổ, đơn thuần trông cậy vào sự phối hợp của quản gia. Hắn âm thầm an bài năm đội nhân mã không biết chuyện lẫn nhau, sẽ lẻn vào trang viên trong khoảng thời gian riêng, đưa máu lên. May mà không có chuyện gì xảy ra, chủ mát cờ đáng tin cậy. Ngô Hằng nhặt quả cầu thủy tinh lên, cùng thảm lại, đi về phía nhà gỗ. Chương 6 Nên chạy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, trang viên trong phòng tập thể thao, Ngô Hằng thu thập xong hết thảy, tắm rửa xong, đi tới nơi này quen thuộc thân thể. Bùm, một quyền 1686 bản Ngô Hằng hơi dùng sức đánh một quyền vào máy kiểm tra quyền lực. Nhìn con số biểu hiện trên đó, quả thật đã vượt qua cực hạn của cơ thể người. Loại quyền lực này đánh vào người bình thường, cơ bản là quyền ra người bay, cấp bậc nát sọ. Tỷ lệ sử dụng cơ bắp của người bình thường cơ bản là khoảng 20, 30%. Sau khi huấn luyện chuyên nghiệp cũng chỉ hơn 40%, nhiều hơn nữa sẽ tổn thương cơ thể con người. Nếu như người bình thường có thể lợi dụng 100% cơ bắp, đánh ra một kích thậm chí có thể đánh ra cấp trọng tải. Đương nhiên kết quả cũng là sau một quyền, xương cốt bản thân vỡ vụn, nội tạng vỡ vụn. Nhưng Ngô Hằng thì khác. Hắn đã kiểm tra ra cường độ thân thể của mình vượt qua cực hạn nhân thể gấp đôi. Vì trái tim là trái tim, cho nên hắn còn có thể bài trừ hạn chế an toàn của đại não đối với cơ bắp, đánh ra một kích cực hạn tự tổn hại như thất thương quyền, sau đó dựa vào máu khôi phục âm thanh nhắc nhở trên điện thoại di động vang lên, Ngô Hằng cầm lên kiểm tra. Bên trong là từng dòng tin nhắn, người gửi đều là thám tử 1, thám tử 2. Xếp hàng đến số 20. Mỗi nhóm hai người, được chia thành 10 nhóm, chịu trách nhiệm đối phó với gia đình Christine ba người sống ở Brooklyn và Frank ở Ấn Độ. Báo cáo thông tin hành vi 24 giờ. Thông tin nói rằng cha của Christine đang treo cổ bất động sản hiện tại. Ferrand đã rút một đồng franc ma, rốt trị giá 10.000 bảng từ ngân hàng cách đây một giờ. Ngô Hằng tiếp tục mở ra trên bàn, tư liệu cục cảnh sát đưa cho, trong bốn căn nhà của Christian, chỉ có căn nhà gỗ khu hát tân này, phù hợp nhất với nội dung vở kịch. Sắp bắt đầu rồi, nên đi tìm Christine, cũng phải nhanh chóng chạy trốn. Tu sĩ địa ngục băng giá bất cứ lúc nào cũng có thể nhận ra linh hồn của mình đã thoát khỏi địa ngục. Chú đồ tốt thì tốt, nhưng cũng giống như phạm nhân vượt ngục, bị bắt, thật sự ngay cả linh hồn cũng không giữ được. Dùng thủ đoạn trước mắt của Ngô Hằng, nếu bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị bắt vào địa ngục. Ngay cả linh hồn cũng sẽ bị tra tấn vặn vẹo, không tồn tại khả năng lại một lần trốn thoát. Hắn mở ra cạm bẫy cơ quan đã thiết lập sẵn trong nhà gỗ. Đem năm tên da đen hỗn đảng bị trói trong phòng bên cạnh, đập nát phía sau xe của hắn giao cho cục cảnh sát, liền xoay người rời khỏi trang viên mấy tên côn đồ này cũng là hậu thủ của hắn, phòng ngừa thu thập máu cũ không cách nào sử dụng, bất quá đáng tiếc không có dùng tới. Người môi giới của tu sĩ hàng băng chỉ là một người bình thường bị ám ảnh bởi địa ngục. Chờ đối phương đến nhà gỗ thu thập hàng băng thủy tinh cầu, tin tưởng súng máy hoàn toàn tự động cùng địa lôi nổ cao, sẽ cho đối phương một kinh hỉ. Tu sĩ bình thường sẽ không để ý tới người bình thường không có giá trị linh hồn, cho nên an toàn của người hầu trong trang viên không cần quá mức lo lắng. Ferran ở châu Phi xa xôi, lúc này đang ngồi trong một phòng trà nước ở Morocco, hoàn cảnh nóng bức làm cho hắn mặc áo ba lỗ màu trắng người đầy mồ hôi. Thân là một hoa hoa công tử cực hạn hưởng lạc, hắn đã sớm chán ghét khoái cảm thế tục, bắt đầu theo đuổi trải nghiệm kích thích hơn. Ferran ném một chồng tiền giấy lên chiếc bàn gỗ tròn màu đỏ. Ngồi đối diện bàn là một lão đầu mây áo sơ mi màu lam, hắn chậm rãi hỏi: "Ngươi muốn cái gì?" chiếc hộp. Lão nhân đưa tay tiếp nhận tiền mặt, đem một cái hộp vuông phủ kín hoa văn màu vàng, trung tâm mỗi mặt có vòng tròn màu vàng đặt ở trên bàn. Cầm đi, đây là của ngươi. Frank cầm lấy chiếc hộp và quay đi. Làm y lão đầu ngơ ngác ngồi tại chỗ, nhìn chầm chầm Frank bóng lưng, quỷ dị nói một câu. Nó. Vĩnh viễn thuộc về ngươi. Hợp đồng đã ký xong, đây là khoản giao dịch. Không có vấn đề tiên sinh, cửa hàng này từ giờ trở đi đã thuộc về ngươi, chúc ngươi làm ăn thịnh vượng. Trong cửa hàng thú cưng, mèo mập, khu cáp đốn, Ngô Hằng ký kết một phần hợp đồng, đưa mắt nhìn ông lão chủ tiệm cũ đi ra cửa tiệm. Cửa hàng thú cưng này chính là cửa hàng mà vài ngày nữa Christine sẽ đến tìm việc làm. Ngô Hằng lật xem tin tức trong điện thoại di động, phờ đã ngồi lên máy bay trở về, dự tính sáng sớm ngày mai sẽ đến nơi này. Ngô hàng cho mèo chó chim trong cửa hàng thú cưng ăn toàn bộ thức ăn gia súc, xác nhận chúng nó đều ăn no. Liền mang theo máy ảnh, đóng cửa tiệm thú cưng lại, căn cứ vào bản đồ nhắc nhở, dọc theo một con đường lớn đi về phía Tây. Khu cấp đốn cũng không lớn, bước chừng đi 20 phút, liền tìm được mục tiêu mình muốn tìm. Trên bãi cỏ xanh biết đứng lặng một gian nhà trệt bằng gỗ tràn ngập phong cách châu Âu. Bức tường sơn màu trắng, ngói xanh, chính là nhà của Chana, một bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Hát Tân địa phương Mặc dù là ban ngày Nhưng người đi đường không nhiều lắm Chandler lúc này đang làm việc ở bệnh viện Là cơ hội tốt để lẻn vào Xác nhận tìm đúng chỗ Ngô Hằng nhảy dựng lên Nắm lấy mép mái hiên cao 2,5 mét Hai tay dùng sức Theo mái hiên từ cửa sổ lầu Hai chui vào trong phòng Phòng khách của Chandler đặt các mô hình Giải phẫu người khác nhau Theo phòng khách đi vào phòng ngủ tìm kiếm trong phòng ngủ cũng không có phát hiện gì ngô hằng lại trở về phòng khách phát hiện một gian phòng khác ở bên phải phòng khách lắc lắc tay nắm cửa phòng dùng sức đẩy cửa đã khóa ngô hằng nhớ tới chìa khóa vừa rồi nhìn thấy trong ngăn kéo trong phòng ngủ vì thế xoay người trở lại phòng ngủ lấy được chìa khóa lần nữa trở về một phen thăm dò răng rắc cửa phòng bị mở ra trên tường trong phòng treo đầy các loại bản đồ lọc máu xương cốt cùng bản đồ tháo dỡ hộp thương tiếc trên bàn gỗ liêm trước giá sách có năm cái nắp thủy tinh bên trong mỗi cái đều có một hộp mô phỏng hình vuông ngô hằng không khỏi cảm thán hành vi tìm đường chết của tiền nạp đức ngươi nói ngươi phỏng chế loại hộp gì không tốt hết lần này tới lần khác lựa chọn loại hộp đặc biệt của đại tế ti địa ngục này rõ ràng có độ khó thấp hết lần này tới lần khác trực tiếp bắt đầu độ khó cao nhất ngô hằng sở dĩ lựa chọn hộp phan hâm mộ thủy tinh hàng băng cũng là bởi vì tu sĩ hàng băng ở trong một đám tu sĩ, cũng không tính là quá mạnh mẽ. Không nhìn hộp mê phỏng chế trên bàn, Ngô Hằng bắt đầu lục lọi mục tiêu chủ yếu lẻn vào lần này. Trên bàn đặt một tập tài liệu màu xanh lá cây. Ngô Hằng mở ra xem xét. Trang đầu tiên của tài liệu chính là một tấm ảnh tu sĩ địa ngục màu đen trắng. Tu sĩ này dùng bao tải trùng đầu, hai cây đinh nhọn từ bên ngoài bao tải đâm vào hốc mắt. Góc dưới bên trái văn kiện còn kẹp một tờ giấy dán, mặt trên giày đặt chữ nhỏ, ghi lại tư liệu liên quan đến địa ngục Levita. Ngô Hằng cầm lấy máy ảnh vừa lật xem vừa quay, những tư liệu này rất quan trọng đối với kế hoạch sau này. Chẳng mấy chốc đã lật tới thứ cần tìm, đây là một tấm ảnh quan quân nửa nghiêng màu đen trắng, một người trẻ tuổi mặc quân trang. Các tài liệu dán giấy dưới đây được đánh dấu. Elliot Spencer, tốt nghiệp trường công lập, vì lý do gia đình, trực tiếp gia nhập lực lượng viễn chinh Anh thời Thế chiến thứ nhất, trở thành một sĩ quan. Sự tàn khốc của trận chiến ở Đan đã khiến ông mất niềm tin vào nhân loại và vào Chúa. Để chôn vùi những vết thương trong quá khứ bằng niềm vui và niềm vui, ông đã mất dấu khi tìm thấy hợp tang ở Ấn Độ thuộc Anh vào năm 1921. Ngô Hằng cẩn thận đánh giá ảnh chụp, không ngờ lúc còn trẻ đại tế Ti Đinh đầu còn rất đẹp trai. Lấy máy ảnh ra, đối diện với ảnh chụp xác nhận chụp một tấm ảnh rõ ràng mới yên tâm tấm ảnh này trong bộ kịch bản thứ hai có thể đánh thức nhân tính của đầu đinh là một tấm bùa hộ mệnh đối mặt với nó ngô hằng quay xong toàn bộ tư liệu còn lại khép lại văn kiện khôi phục lại chỗ cũ sau khi quan sát bên ngoài không có người qua đường lại từ cửa sổ trở ra ngoài một đường trở lại cửa hàng thú cưng ngô hằng mới bắt đầu lật xem tư liệu quay phim hắn cũng không mang về văn kiện màu xanh lá cây bởi vì không muốn quấy nhiễu nội dung bộ phim thứ hai. Trong 30% độ thăm dò, Ngô Hằng giành được một tấm vé vào cửa thế giới nội dung vở kịch. Tuy rằng hắn bây giờ còn không biết có ích lợi gì, nhưng là suy đoán về sau rất có thể cùng lần nữa tiến vào thế giới này có quan hệ. Bất quá độ thăm dò này thật sự không tốt, tuy rằng Ngô Hằng nhìn thoải mái đã chiếm được 35%. Nhưng trên thực tế hắn thế nhưng là chết một lần, còn đi địa ngục quẹt thẻ ký đến hoàn thành hai cái nội dung vở kịch nhiệm vụ mới đạt được. 30% độ thăm dò có khen thưởng, không biết hoàn thành tất cả nhiệm vụ nội dung vở kịch, có thể đến bao nhiêu độ thăm dò, có khen thưởng hay không. Bây giờ hắn đã có ảnh của Spencer làm ác chủ bài, kế tiếp chính là chờ Frank trở về. Ngô Hằng đi tới cửa tiệm thú cưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đám mây chạm vạn, từ phía tây vẫn cháy đến phía đông, đỏ rực tự như bầu trời bốc cháy, giống như hy vọng thiêu đốt. Hắn dường như đã nhìn thấy Frank đang ngồi máy bay từ phía tây bay tới. Đang ở trong mây xuyên qua, một khắc không ngừng hướng về trong địa ngục lao tới. Chương 7 Bốn người tổ đăng tràng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon, Window, Aspigon, Push, Sáng sớm Ngô hàng đẩy cửa tiệm thú cưng lên trên, mùi cơ thể mèo, chó, chim và phân trộn lẫn vào nhau xông vào mũi hắn cảm giác như mở lò nung chảy của lò hỏa táng. Tôi rất cần một nhân viên, Christine, khi nào cô có thể tới đây? Ngô Hằng lẩm bẩm. Hắn hao phí một giờ rốt cục cho ăn rửa sạch đám sủng vật này, chăm sóc những người này, lại làm cho hắn đã trở thành chú đồ đều cảm giác được một thân mồ hôi. Hắn nhìn chầm chầm đám người không ngừng vui vẻ, vừa bắt lòng sắt vừa vẫy đuôi này. Không được. Hôm nay phải tìm một công việc bán thời gian trước đi tới trước bàn cầm lấy tờ giấy liền viết một chuỗi văn tự treo trước cửa cửa hàng thú cưng tuyển thêm hai người có tay là được từ giờ đến tối đóng cửa lương một trăm bảng một giờ đinh đinh tiếng chuông vang lên ngô hằng lấy điện thoại di động ra tin tức cho thấy là chiều hôm qua các thám tử báo cáo phờ lên máy bay liền mất liên lạc gửi tới tin tức có vẻ như họ đã rời khỏi máy bay với phờ rồi nhưng nhìn thấy nội dung bên trên sắc mặt Ngô Hằng khẽ biến. Bởi vì dựa theo tình tiết trong kịch bản, Phờ Răng một mình trở về nhà gỗ mở hộp. Nhưng bây giờ lại bị thay đổi. Đúng là Phờ đã trở về căn nhà gỗ ở quận Hát Tân, nhưng không chỉ có một mình anh, mà còn có một người phụ nữ tóc nâu đến đón Phờ Răng ở sân bay và cùng anh trở về căn nhà gỗ. Các thám tử thân mật gửi tới tin nhắn về người phụ nữ này. Joanna Dusley, một nhân viên văn phòng bình thường ở thành phố Bu, đột ngột từ chiếc 10 ngày trước và đến hát tân. Cô gái này lang thang ở lối ra sân bay hát tân, gặp người liền đến gần, sau khi phở răng xuống máy bay, cùng hắn nói chuyện với nhau, liền cùng hắn trở về nhà gỗ. 10 ngày trước, đây không phải là lúc tôi bước vào. Mập mạp, hay là cô gái đội mũ lưỡi trai? Ngô Hằng quyết định lặng lẽ quan sát một chút. Bố, tôi ở đây. Ngô Hằng nghe vậy ngẩng đầu rèm cửa sổ lầu hai màu xanh đậm bị vén lên, một người tướng mạo bình thường không có gì lạ, người mặc quần yếm công nhân đang vẫy tay với Ngô Hằng. Ngô Hằng cảm thán, quả nhiên là thám tử tư chuyên nghiệp, bộ dạng không có một chút đặc sắc. Trong phim mặc Âu Phục, áo choàng, đội mũ dạ, kính râm, ngầm tẩu thuốc, đều là giả. Lập tức vào cửa đi tới bên người số 17. Đưa cho tôi. Ngô Hằng chỉ vào kính viễn vọng trong tay số 17. Người phụ nữ vừa trở về nhà sau khi mua thức ăn từ Sam Sờ Cookie 5 phút trước và nói chuyện với chủ cửa hàng 7 câu. Thám tử số 17 đưa kính viễn vọng trong tay cho Ngô Hằng, cũng báo cáo tình huống vừa rồi, cố gắng biểu hiện. Ngô Hằng thông qua kính viễn vọng nhìn về phía căn nhà gỗ đối diện đường cái. Lầu hai bên phải nhà gỗ, rèm cửa sổ cũ nát phủ kín mạng nhện. Hành lý và quần áo mở ra trên sàn nhà vứt lung tung thành một sạp. Vị trí dựa vào tường trải hai tấm chăn bông bẩn thiểu, được dùng làm nệm, xem ra hai người kia đang nghỉ ngơi ở chỗ này. Dựa vào nệm bên trong, răng để râu, một bộ lưu manh xấu xa ngồi dựa vào đó, cầm dao nhỏ đang sửa móng tay. Người phụ nữ lên gác với một túi thức ăn và đưa cho răng một cái hamburger. răng đưa tay ra nhưng không nhận lấy hamburger, mà túng lấy cổ tay người phụ nữ, muốn kéo vào trong ngực. Nữ nhân lui về phía sau một bước hất tay của hắn ra, trực tiếp đem trong tay hamburger ném ở Frank trên người, chỉ vào hắn nói cái gì. Frank không nói gì, nhặt lên hamburger, dùng dao nhỏ cắt xuống một khối, một bên không chuyển mắt nhìn nữ nhân mặt, một bên chậm rãi đem mũi đao cắm hamburger đưa vào trong miệng. Người phụ nữ sau đó bình tĩnh lại, đi tới ngồi trên một cái nệm khác, bắt đầu ăn hamburger, vừa ăn vừa nói gì đó với Frank. Sau khi hai người ăn xong, Frank mang theo nụ cười quỷ dị, gần sát nữ nhân thì thầm một câu, tiếp theo lấy ra khối ru biết bắt đầu lục lọi nghiên cứu. Người phụ nữ sau khi nghe được, biểu tình rõ ràng hưng phấn lên, đứng dậy đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ lên. Ngô Hằng cẩn thận quan sát. Tướng mạo có thể thay đổi, nhưng khí chất, tư thế đứng lại có khác biệt, hơn nữa trong ánh mắt nữ nhân mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng. Hắn đã xác định người này chính là nữ nhân mũ lưỡi trai. Mà lúc này trong nhà gỗ, răng và Hạ Doanh đội mũ lưỡi trai thân phận Kiều Phạm Na, mặt đối mặt ngồi dưới đất. Hạ Doanh có chút kích động. răng nói có cách mở cái hộp. Nàng lần này sở dĩ tiến vào mảnh quỷ truy hồn một, cũng là bởi vì từ bằng hữu kia hoa sinh tồn điểm mua được một cái xác thực tin tức. Nghe nói bằng hữu ở thế giới này hơn một tháng không có thu hoạch, cuối cùng căn cứ ám hiệu, tìm kiếm nơi ở của một đồng bạn khác cùng tiến vào thế giới này, phát hiện nội dung ghi lại tin tức nhưng đồng bạn đã mất tích bằng hữu bởi vì lúc ấy bỏ lỡ thời gian vẫn không có cơ hội tiến vào thế giới này mà lần này nàng vừa vặn có cơ hội tiến vào thế giới này căn cứ vào tình báo viết vật phẩm chính của nhiệm vụ cốt truyện trong mảnh quỷ truy hồn một lúc mới bắt đầu sẽ từ ấn độ tiến vào sân bay hát tân chỉ cần ông cây đợi thỏ thì có thể phát ra gợi ý của nội dung vở kịch mà hiện tại cái này nội dung vở kịch nhiệm vụ bên trong lê ma chen thiết bị ngay trước mắt, nàng lập tức có thể hoàn thành nội dung vở kịch nhiệm vụ một, đạt được đại lượng sinh tồn điểm, có lẽ trong hộp còn có cái khác kinh hỷ. Mặt khác hai cái nhiệm vụ, nàng cũng không dám đụng, nhưng là nhiệm vụ này, nàng cho rằng chỗ khó khăn ngay tại tìm được vật phẩm này. Về phần bắt đầu liền tiến vào kia hai cái bình thường nam nhân, nàng căn bản không để ở trong lòng. Phục hồi tinh thần lại, Hạ Doanh chứng kiến mê hợp tại răng trên tay chậm rãi biến hình, ngoài cửa sổ bắt đầu chấn động màu xám quang mang từ đáy tường dâng lên, chiếu xạ vào trong lầu cát. Học mê tiếp tục xoay, nương theo dòng điện nhẹ nhẹ, một khối cuối cùng ghép lại hoàn thành. Trong phòng trống rỗng xuất hiện một cánh cửa lớn, âm trầm cửa sau cùng phong gào thét, từ điện ngục thổi tới gió lạnh, liều mạng tiến vào xương cốt khe hở bên trong. Hai sợi xích sắt từ trong hộp bắn ra, ông lấy phơ răng và hạ doanh. Hạ doanh sợ ngay người, đây là tình huống gì? Trong hộp tại sao lại là cơ quan, dựa theo câu chuyện thám hiểm, không phải là bản đồ kho báu hoặc phương pháp tu luyện thần bí sao. Ngay sau đó, vô số xiềng xích mang theo móc sắt từ trên trần nhà buông xuống, trên mỗi móc sắt đều treo vết máu cùng hài cốt. Hù xiên, lẫn nhau, với nhau. Giá treo cổ cắm đầy lưỡi dao sắc bén từ mặt đất màu đỏ tươi xoay tròn bay lên, xoay tròn. Tiếp theo ở hạ doanh cùng phờ răng tiếng kêu trên bên trong, vô số xiềng xích mãnh liệt ôm lấy hai người hình cụ mang theo bánh răng đột nhiên từ sau lưng bọn họ dâng lên, tìm thư uyển cắt toàn bộ xương cốt phần lưng, máu văng khắp nơi. Xiên xích trong nháy mắt co rút lại lôi kéo, đem bọn họ xé thành từng mảnh nhỏ. Sau đó trên mặt đất đầy dơ bẩn vang lên tiếng bước chân, thân ảnh màu đen chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Anh ta có một mạng lưới nghi lễ đang xen trên đầu. Có một cái đinh cắm sâu vào hộp sọ của hắn ở khắp nơi. Thân thể hắn bị áo khoác da đen bao bọc, xương sườn lộ ra ngoài cơ thể, ám chỉ Adam sáng tạo Eva trả giá, bên hông treo đầy các loại hình cụ. Đổi hướng từ The hai Priest neo hét, phía sau hắn còn có ba người song song đi theo. Làn da bên trái kia nhăn nheo, không có mắt, chỉ còn lại một cái miệng không có môi, hai hàng răng lộ ra, càng không ngừng cắn lên cắn xuống phát ra tiếng nghiến răng thanh thúy. Răng rung, mũi của người phụ nữ ở giữa bị đinh đánh xuyên qua, xương quai xanh và cổ sườn bị dây thép hình quạt xuyên qua, trước cổ họng mở ra một lỗ bên trong máu thịt mơ hồ sau họng bên phải vị kia hình thể mập mạp hình tam giác mập mạp đầu tròn mang theo một bộ kính râm nhỏ đầu lưỡi không ngừng liếm láp môi vòng mở trên mặt từng tầng từng tầng rủ xuống bụng dựng thẳng vết thương mở rộng người sành ăn đầu đinh phía trước cuối người xuống trên mặt đất đem mấy mảnh nhỏ như chơi ghép hình ghép thành da mặt phờ răng về phần hạ doanh một linh hồn không có giá trị cũng không đáng để hắn chú ý. Tiếp theo hắn quen đường cũng nhặt khối rubik lên, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, dòng điện lóe lên, đem nó khôi phục nguyên trạng. Mà ngô hàng thân là chú đồ, khi bọn họ vừa kéo rèm cửa sổ lên, cũng cảm giác được trong phòng đối diện đường cái, bắt đầu tràn ngập một cổ khí tức âm trầm rét lạnh. Hơn nữa có xu thế khuếch tán, cổ khí tức này ngô hàng đặc biệt quen thuộc. Khí tức địa ngục Chương 8 khẩn cấp rút lui. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, chạy. Ngô Hằng quyết định thật nhanh. Không có chờ đợi số 17 cùng nhau chạy, liền xoay người hướng phía sau lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Tổ chất thân thể chú đồ hoàng mỹ thể hiện ra. Anh mạnh mẽ chen vào trong xe taxi vừa chở đầy người ven đường, không nhìn tiếng thét chói tai của cô gái trong xe, rầm một tiếng kéo cửa xe lại. Lái xe. Ngô Hằng từ trong túi lấy ra một sấp tiền mặt ném cho tài xế. Tài xế hói đầu nhìn thấy tiền mặt cũng không hỏi nguyên nhân, buông phanh xe ra, hưng phấn đạp chân ga. Xe chạy như bay, Ngô Hằng mới có thời gian lấy ra hơn 10 tờ tiền mặt từ trong túi tiền, lần lượt đưa cho ba cô gái bên cạnh. Nhận được bản anh, tiếng thét chói tai chợt vang lên, ba cô gái trừng mắt nhìn sáu con mắt to, tò mò đánh giá Ngô Hằng. Tiên sinh, anh đang bị cảnh sát đuổi bắt sao, anh yên tâm, Lúc còn trẻ tôi là đảng đua xe, tuyệt đối mang anh rời đi an toàn. Tài xế trung niên hói đầu mập mạp vừa lái xe vừa quay đầu nhìn chầm chầm Ngô Hằng nói. Ngô Hằng nhìn sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn. Ngươi quay đầu lại nói chuyện, cam đoan không quay đầu lại nữa, ta cho ngươi thêm một ngàn. Lại nói tiếp. Yên tâm, không phải cảnh sát đuổi theo tôi, tôi chỉ là sứ giả tránh địa ngục. Ngô Hằng vừa nói, lại nhét hơn 20 tờ tiền mặt trị giá 50 về phía trước. À, đúng vậy tiên sinh, vậy ngươi cần làm giấy chứng nhận sao? Có lẽ ngươi có thể hướng địa ngục sứ giả đưa ra giấy chứng nhận, nói cho nó biết truy sai người, ta có thể cam đoan là ngay cả cảnh sát đều phân biệt không ra thật giả giấy chứng nhận, chớ nói chi là địa ngục sứ giả. Tài xế không quay đầu lại, miệng lại nói không ngừng. Căm miệng, cho ngươi thêm 500. Hết thảy quy về bình tĩnh chỉ có xe taxi không nhìn đèn xanh đèn đỏ cấp tốc đi về phía trước đối với hành vi quyết đoán vừa rồi của tài xế ngô hằng rất tán thưởng hắn không ngại khen thưởng tài xế nhiều một chút hắn vừa rồi chỉ sợ đinh đầu phát hiện gần đây có chú đồ như hắn nếu đầu đinh đột nhiên hăng hái muốn quản cục diện rối rắm của hàng băng tu sĩ khiến ngô hằng lãng phí ác chủ bài có thể gặp nguy hiểm nói cách khác tài xế rất có thể đã giúp anh ta tiết kiệm được một lá bài tẩy được rồi, dừng xe đi. Ngô Hằng nhìn xe taxi chạy 10 phút, đã cách nhà gỗ của Phở Răng đủ xa, mở miệng nói. Tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, nếu có lần sau, trực tiếp tìm tôi. Tài xế đưa danh thiếp cho Ngô Hằng. Ngô Hằng liếc danh thiếp, ngoại trừ số điện thoại trên đỉnh, vị trí còn lại dày đặc viết ít nhất mấy trăm nghiệp vụ, ngay cả dỗ ngủ, đánh thức, làm bạn trai giả cũng có. Hắn suy nghĩ một chút, cất đi làm cho Ngô Hằng không nghĩ tới, ba cô gái trong xe rõ ràng chỉ là học sinh trung học, lại tìm hắn đòi phương thức liên lạc, nói cho số điện thoại liền giữ bí mật thân phận đặc công của hắn, cảnh sát hỏi cũng không nói. Ngô Hằng thuận miệng đuổi ba cô gái đã phán đoán tình tiết một bộ đặc công này đi, bấm số điện thoại. Ngày 17, là tôi. À, tiên sinh, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao, sao ngài đột nhiên rút lui khẩn cấp vậy? Không cần quan tâm, bây giờ anh còn ở đó không? Đúng vậy tiên sinh, ta thấy ngươi chạy trốn, liền chạy theo một ngàn mét, nhưng cũng không có chuyện gì phát sinh, ta liền chậm rãi trở về. Tình hình nhà gỗ bây giờ thế nào? Vẫn không có ai đi ra, nhưng có tiếng kêu thảm thiết, mặt khác tôi phát hiện ngoại trừ ba đội chúng tôi luân phiên, còn có những người khác đang quan sát nhà gỗ. À, không sao, không cần lo, đó cũng là người của tôi. Ngô Hằng nghe vậy cúp điện thoại, xem ra phờ răng cùng cô nàng mũ lưỡi trai đã bắt đầu hành trình địa ngục của bọn họ. Đối với cô gái đội mũ lưỡi trai, Ngô Hằng không có ý nghĩ cứu vớt, cho dù đi, làm sao giải thích một người mới như mình biết nhiều như vậy. Húng chi thời gian cũng không kịp, một khi cái hộp mở ra, rất khó dừng lại, Ngô Hằng không đáng vì một người xa lạ lãng phí ác chủ bài. Ngô Hằng sau khi trở về cửa hàng thú cưng vừa ngồi xuống, liền thấy trước cửa có ba cô gái chính xác là ba người trong xe taxi. Ông chủ, chúng tôi đến ứng tuyển. À, thì ra là anh, đặt công tiên sinh. Ngô Hằng nhìn ba cô gái non nớt cao một M6 đứng song song, không nói gì. Tôi không phải đặt công, cũng không tuyển lao động trẻ em, cảm ơn, cho các anh tiền xe, các anh trở về đi. Ngô Hằng đưa ra một tờ tiền mặt 20 bản anh. Các cô gái đồng loạt lui về phía sau một bước, lắc đầu. Chúng tôi đã 17 tuổi, hiện tại đều đang học năm nhất Đại học Hát Tân, theo luật có thể làm thêm. Mau lấy thẻ sinh viên ra, để anh ấy xem. Hơn nữa anh không thuê chúng tôi, chúng tôi sẽ không giữ bí mật chuyện anh là đặc vụ. Cô gái đứng ở giữa, trên mặt mọc mấy đốm tàn nhang, để lại lông cừu cuồng, một bộ biểu tình cá chết lưới rách. Ba người đồng thời lấy thẻ học sinh ra đưa cho Ngô Hằng, một bộ dáng ngươi nhìn làm. Thuê chúng tôi đi, chúng tôi có thể giúp anh làm tai mắt. Ngô Hằng nhìn thoáng qua. Mitcha, Lucy, Alisa. Quả thật đều là 17 tuổi. Được rồi, bất quá ta viết chỉ cần hai người. Vậy ba người chúng ta làm việc chỉ lấy tiền của hai người, thật sự là lương một trăm một giờ sao? Ba người chớp mắt nhìn chầm chầm Ngô Hằng, vẻ mặt như nhặt được đại lậu. Sự thật đúng là như vậy, loại lương giờ này đã có mấy đợt người chờ ở cửa, chỉ là Ngô Hằng không có ở đây, lại đi. Quên đi, ba người thì ba người đi, đều tính lương đúng hạn, cái kia ngươi gọi là Lucy đúng không, ngươi tới an bại các ngươi phân công. Ngô Hằng cũng không quan tâm tiền này, có người chiếu cố những sủng vật này là được, nhìn thấy ba người lấy Lucy cầm đầu liền điểm nàng. Lão bản quả nhiên là người tốt. Ba người hoang hô, vội vàng xé bỏ gợi ý chiêu công ở cửa, tiếp theo chạy vào trong tiệm, vui vẻ đùa dẫn mèo mèo chó không biết các nàng từ đâu ra khái niệm người tốt này, bất quá hơi thở thanh xuân, thả lỏng thần kinh căng thẳng của Ngô Hằng. Hắn không biết cái gọi là cười cười, không có lại để ý tới trêu chọc mèo chó ba người. Seven tin liên lạc lại. Bố, vừa rồi sau tiếng kêu thảm thiết, trong khoảng thời gian này nhà gỗ đã nửa giờ không có động tĩnh, có muốn vào xem không? Thám tử số 17 lúc này ngồi sổng ở ven đường cách nhà gỗ hơn 100 mét, tìm thư quyển vừa xoa mắt cá chân trái, vừa hỏi thăm. Hắn không rõ vừa rồi lão bản đang chạy cái gì, chính mình dám thị lâu như vậy, căn bản là không có người khác đi vào, hắn tin tưởng chính mình quan sát lực. Kết quả đối diện chỉ kéo cửa sổ lên, ông chủ liền nhảy lầu chạy trốn, sợ tới mức ông ta còn tưởng rằng phòng đối diện có bom, cũng nhảy lầu chạy trốn theo, mắt cá chân đều trẹo, may mắn chỉ là lầu hai. Ngô Hằng nghe được câu hỏi của số 17 suy nghĩ một chút, qua lâu như vậy, bốn người đứng đầu đinh hẳn là đã đi rồi sau khi bọn họ xuất hiện sẽ không dừng lại bao lâu nhưng hiện tại nơi đó khẳng định đã bị ẩn giả đầu đinh chú ý thân là địa ngục đại tế ti đầu đinh hắn bây giờ môi giới cũng không phải phàm nhân là một đầu địa ngục cốt long hóa thành kẻ lang thang hình tượng chúng nó được xưng là ẩn giả bản thân cũng là rất mạnh siêu phàm sinh vật anh phái người đi xem không được đụng vào bất cứ thứ gì chụp ảnh cho tôi tiếp tục duy trì quan sát bất luận kẻ nào tiếp xúc với nhà gỗ đều báo cáo cho ta. Ngô Hằng cúp máy suy nghĩ một chút, xác nhận không có chỗ nào bỏ sót. Duy nhất có vấn đề chính là, kế tiếp sống lại huyết thi, khả năng sẽ thêm một nữ nhân. Đối với người phụ nữ này, Ngô Hằng còn đang suy nghĩ phải làm thế nào? Là gây thiện ý với đối phương, thông qua đối phương tìm hiểu cặn kẻ tình huống bên trong hải đăng? Hay là phòng ngừa đối phương quấy rầy cái thế giới này nội dung vở kịch? lần nữa đưa nàng tiến vào địa ngục. Ngô Hằng cảm thấy vẫn phải xem tình huống sau khi nữ nhân này sống lại. Dù sao nàng ở địa ngục tối thiểu còn có thể đợi một ngày thời gian, lâu như vậy thời gian, rất có thể đã bị địa ngục tra tấn đánh mất lý trí, trở nên vặn vẹo điên cuồng. Giống như Frank trong phim, sau khi thoát khỏi địa ngục, ngay cả anh trai ruột của mình cũng có thể tùy tiện giết hại. Chương 9 Tristan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, buổi chiều không có việc gì làm, Ngô Hằng liền đi tới phòng quyền anh ở đại lộ thứ hai cấp đốn, tìm một phòng không có băng ghi hình, quen thuộc đứng dậy, hắn hiện tại một thân mang lực, nhưng còn chưa thích ứng tiêu chuẩn phát lực, lúc này rốt cục có cơ hội bắt đầu rèn luyện. Trong quá trình rèn luyện, thám tử gửi tới tình huống nhà gỗ. Có một tấm bản đồ, khiến cho Ngô Hằng chú ý. Đó là một bức phát họa đen trắng bị tàn một góc, nhúng máu trên bản đồ là một nam thanh niên châu á tuy rằng nhìn ngũ quan đoan chính nhưng gương mặt hơi gầy tóc tự nhiên sinh trưởng che qua lông mày mang theo vẻ chán chường bề ngoài trạch nam hiện thực có chín phần tương tự ngô hằng không nghĩ tới lúc ấy chỉ một cái đối mặt hắn liền che khuất mặt nữ nhân này dĩ nhiên chỉ dựa vào trí nhớ trong nháy mắt liền hậu kỳ miêu tả ra bề ngoài của hắn quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào bất quá cũng may nữ nhân này hiện tại đã là người chết Tấm ảnh này quyết định nàng sẽ không còn cơ hội sống nữa. Ngô Hằng đem ảnh chụp đem đốt đi, tiếp tục trèn luyện. Chạng vạn tối, Ngô Hằng đã trở về, muốn đóng cửa đóng cửa. Ông chủ, ngày mai còn tiếp tục tuyển người không? Ngày mai chúng ta còn phải nghỉ. Ba tiểu nha đầu hưng phấn hỏi, mỗi người cầm trong tay 400 bản anh, cảm thán nguyên lai kiếm tiền dễ dàng như vậy. Từng, sáng mai các cậu đến lúc 9 giờ nhé. Tuy rằng sáng mai Christine sẽ chuyển đến hát tân, nhưng hẳn là sẽ không lập tức đến tìm việc làm. Buổi tối thu dọn xong tất cả, nhìn kỹ tình báo của các thám tử, sắp xếp lại kế hoạch, Ngô Hằng liền đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau. Ba ba. Xe của công ty chuyển nhà còn chưa tới sao? Tôi ra ngoài tìm việc. Ngũ quan lập thể của Christian, phối hợp với một mái tóc xoăn màu nâu khoác lên vai, áo sơ mi trắng áo khoác da màu nâu, cả người có vẻ xinh đẹp đồng thời lại có vài phần anh khí. Cư dân trấn nhỏ cấp đốn lúc này đã bận rộn công tác, người đi đường nhanh chóng giảm bớt. Trên đường phố chỉ còn lại có một ít phụ nữ trẻ em lão nhân đang chậm rãi đi dạo. Kristen dọc theo số một đại lộ ven đường, chán đến chết chung quanh quan sát. Các nhà hàng, cửa hàng quần áo xung quanh vẫn đóng cửa vào giờ này buổi sáng. Vừa mới chuyển đến Hát Tân, cô đã nhanh chóng tìm được một phòng trọ, tuy rằng phòng rất nhỏ, nhưng ít nhất là không gian riêng tư thuộc về mình. Tuy rằng căn nhà gỗ của phụ thân cũng đủ lớn, nhưng nàng cũng không thích mẹ kế kia, đây cũng là nguyên nhân nàng sốt ruột dọn ra ngoài. Bởi vì cha cô không muốn để cô chuyển ra ngoài một mình, cô phải nhanh chóng tìm một công việc cho một khoản tiền thuê nhà khổng lồ 500 bản anh. Đi dạo nửa giờ, cô rốt cục phát hiện mục tiêu của mình. Trước cửa một cửa hàng thú cưng tên là Mèo Mập, treo một tờ quảng cáo tuyển dụng, trên đó viết tuyển nhân viên quản lý chăn nuôi giới hạn nữ phải bảo vệ động vật lương tuần hai nghìn bản anh kristin bước ra cửa trên ghế bên cạnh cửa tiệm ngồi một người trẻ tuổi tràn ngập hơi thở nghệ thuật trên người hắn mặc áo gió màu đen áo gió mở rộng lộ ra áo sơ mi màu trắng nhàn nhã bên trong tay áo tung bay hạ thân quần dài màu đen sạch sẽ thẳng tắp dáng người thon dài vỡ tan ở trên trán hắn cứ như vậy tùy ý ngồi ở trên ghế tự hồ đang tự hỏi cái gì bị nhăn áo gió tán ở trên ghế không lộ hỗn độn ngược lại có một cổ phóng Đảng không kiềm chế được cảm giác christine nhận ra người đàn ông này ngay từ cái nhìn đầu tiên những gì đã được quảng cáo trên báo chí ngày hôm trước được gọi là nghệ sĩ tài năng nhất của thế hệ trẻ din miranda nàng có tâm chào hỏi din khí tràn rồi lại để cho nàng có chút tâm khí không đủ ngẫm lại vẫn là trước ứng tuyển quan trọng hơn Sen có chút thấp thỏm đi về phía cửa tiệm, hướng trong tiệm nhìn lại. Chủ tiệm trả lương cao như vậy, nhưng vẫn đang tuyển người, không biết sẽ có yêu cầu nghiêm khắc biến thái cỡ nào. Nhưng vì tiền thuê nhà, cô quyết định chỉ cần là yêu cầu công việc bình thường, mình đều có thể chịu đựng một chút. Thật bất ngờ, trong tiệm chỉ có ba cô bé ở đó trêu mèo trêu chó, không thấy ai khác. Hi, các tiểu mùi mùi, xin chào, xin hỏi có biết chủ tiệm ở đâu không? Christian vẫy tay, ôn nhu hỏi một câu. Hả? Ba cô gái vui đùa cùng quay đầu lại, các nàng không nghe rõ. Là nói tìm ông chủ sao, ông chủ không ngồi bên cạnh cô sao? Xin chào, tôi chính là, xin hỏi có chuyện gì sao, tiểu thư xinh đẹp. Ngô Hằng ngay từ cái nhìn đầu tiên của Christian đã nhận ra cô. Cô gái khổ sở chờ đợi, rốt cục đã tới. Đây không chỉ là nữ chính nguyên nhân, Càng bởi vì nàng thế nhưng là ngày sau địa ngục đại tế ti, toàn bộ địa ngục người đứng thứ hai. Hơn nữa còn là đại tế ti bảo tồn ký ức nhân loại, hiện tại nàng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, là giai đoạn dễ dàng kết giao nhất. Ngô Hằng bây giờ là cái gì? Là đào thoát địa ngục chú đồ, một phạm nhân. Đối với cơ hội này kết giao tương đương với địa ngục ngục trưởng nữ hài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tự như tình bạn thời bạn học, kết tình nghĩa đối với sau này không có chỗ xấu. Cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện một đạo nhắc nhở. Tiếp xúc đến kịch bản nhân vật chính, kịch bản chấm điểm tăng lên, Ngô Hằng cuối cùng cũng hiểu, cô gái đội mũ lưỡi trai xác định thân phận răng như thế nào. À, Christian phục chế động tác của các cô gái, giật mình nhìn Ngô Hằng. "Xin hỏi, cô có phải là Din Miranda, nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế hệ trẻ đó không?" "Ngươi?" Đầu óc cô thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Din Miranda đại danh đỉnh đỉnh làm sao lại mở một cửa hàng thú cưng ở hát tân đúng vậy tôi chỉ đến hát tân nghỉ phép cửa hàng này cũng là sản nghiệp tôi đầu tư người phụ trách vừa vặn nghỉ việc tôi thuận tiện trông coi vài ngày ngô hằng cười giải thích một câu thật sự là anh tôi đã đọc anh trên báo cái kia christine của thời kỳ này vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ cô đột nhiên có chút không muốn nói chuyện ứng tuyển chỉ muốn đơn thuần kết bạn với ngô hằng nhưng nghĩ đến tiền thuê nhà, trong nháy mắt này cô gái lại trưởng thành hơn một chút. Cái kia, ta thấy được bản tuyển dụng, ngươi nơi này còn tuyển người sao, ta phi thường cần công việc này. Còn không sợ khổ, con mới chuyển đến đây, thuê nhà, cha. Christine sẽ giống như một cái van mở ra, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Con chỉ muốn nói ra tất cả mọi thứ. Ngày mai chính thức làm việc đi. Ngô Hằng cắt ngang lời Christian. Hả? Christian không mong đợi một công việc dễ dàng như vậy. À cái gì, cửa hàng mới tăng thêm quy định duy nhất. Cấm ta. À. Ý tôi là, cảm ơn ông chủ. Kristen nhanh chóng che miệng, vui vẻ nói, đồng thời trong lòng cũng buông xuống đối với công việc khó khăn lo lắng. Vốn chính là cần tuyển người, cứ dựa theo tuyển dụng viết, lương tuần 2.000 bản anh được không? cái này. Cái này cũng quá nhiều. Tôi cho rằng đáng giá là được, cậu nói cậu vừa mới chuyển đến hát tân, vậy ứng trước cho cậu một tuần tiền lương đi. Ngô Hằng móc ra một sấp tiền mặt, đưa cho Christian. Nhìn Christian vui vẻ bộ dáng, nghĩ ngày sau cô gái này đem dùng cả đời đi đối kháng địa ngục tu sĩ đám quỷ quái kia. Đến cuối cùng lại trở thành tân nhậm địa ngục đại tế ti, bị Lê Vy Thang khống chế, Ngô Hằng không khỏi có chút tiếc hận. Nhưng là hắn cũng không có năng lực gì đi thay đổi, ngược lại phải tìm mọi cách bám vào cái đuôi này. Christine có chút ngượng ngùng tiếp nhận, nàng hiện tại quả thật cần. Hát Tân là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, nơi này có rất nhiều phong cảnh và địa điểm xinh đẹp, hôm nay em không cần làm việc, cần anh làm hướng dẫn viên du lịch đưa em đi làm quen không? Có thể làm phiền anh quá không? Trong mắt Christine mang theo chờ mong, về phần cậu bé nhà đồng nghiệp trong công ty lắp đặt thiết bị của cha đối với lời mời buổi chiều của cô, đã vứt ra sau đầu. Không đâu, tôi vốn cũng tới nghỉ phép du ngoạn. Ngô Hằng mang theo Christian ở trấn nhỏ cấp đốn xinh đẹp du ngoạn một vòng. Chương 10 Hàng băng môi giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, buổi chiều lúc chia tay, quan hệ của hai người đã phi thường hài hòa. Christian thử hỏi Ngô Hằng Tối nay 7 giờ, trong nhà tôi có tiệc anh có muốn tới không cô có chút chờ mong nhìn ngô hằng kỳ thật buổi tụ hội này cô vốn cũng không muốn đi tham gia bởi vì đều là đồng nghiệp của cha cùng công ty dời tới còn có một ít hàng xóm quan trọng hơn là còn có mẹ kế chu lệ của cô tôi rất thích tham gia và tôi sẽ đến thăm vào buổi tối với một món quà ngô hằng cũng không cự tuyệt cơ hội quan hệ với christian đêm đó gặp lại christian chủ động tiến lên ông ngô hằng một cái nhẹ nhàng nói một câu, mới đi về phía phòng trọ của mình. Ngô Hằng nhìn chầm chầm bóng lưng Christian, ánh mặt trời kéo bóng dáng của nàng dài nhỏ, tóc quăng bị gió thu phất qua, hơi phiêu đảng, bước đi đều mang theo nhẹ nhàng, trên người tràn đầy hơi thở sung sướng. Christian trong lòng có cảm giác xoay người quay đầu lại, thấy Ngô Hằng còn tại chỗ yên lặng nhìn chầm chầm nàng, thẹn thùng nhanh chóng xoay người, không tự giác tăng tốc cước bộ. Trong nháy mắt như vậy, Ngô Hằng đột nhiên muốn thay đổi vận mệnh của cô gái này. Nhưng con người phải tự mình hiểu lấy, trước mắt hắn vẫn chỉ là con kiến hôi, không thể làm chuyện châu chấu đá xe. Christian có tiềm năng độc đáo, trong nội dung vở kịch chính là người mở hộp được người môi giới ẩn sĩ đầu đinh chọn trúng. Nàng nhất định cùng địa ngục có cùng xuất hiện, tùy tiện thay đổi, ngược lại có thể biến khéo thành vùng. Trong thế giới này địa ngục tu sĩ, Leviathan, các loại ác ma quỷ quái, giống như từng tòa núi lớn hoành ở trước mắt, không phải Ngô Hằng hiện tại có thể di chuyển. Ít nhất Ngô Hằng biết tương lai của Christian. Nhưng hắn đối với tương lai của mình, đối với Hải Đăng, đối với Thâm Lam tin biết rất ít, không biết con đường tương lai sẽ như thế nào, Ngô Hằng đột nhiên cảm giác được một tia mê mang. Nắm chặt nắm tay, cảm thụ được sức mạnh truyền đến từ lòng bàn tay, đã ở nơi này, không có quyền lựa chọn. Vậy thì từng bước leo lên, cố gắng trở nên mạnh mẽ dùng lực lượng tuyệt đối đánh nát tất cả. Đến lúc đó, tự nhiên có quyền lựa chọn. Chạng vạn tối, Ngô Hằng mang theo một hộp quà, đi tới dưới lầu Christian. Trên đường phố Cáp Đốn, gần trung tâm đường đều là tiểu lâu, ở giữa sen lẫn một ít nhà gỗ độc lập, càng ra bên ngoài, nhà gỗ độc lập càng nhiều. Christian thuê, là khu lầu gần đại lộ Hát Tân, phòng ở bên trong rất nhiều đều trống không, lưu lượng người của Hát Tân cũng không có nhiều như vậy tới rồi, đi, anh đưa em đến chỗ ba anh. Christian xuống lầu nhìn thấy Ngô Hằng, cao hứng ông một cái, kéo Ngô Hằng dọc theo một con đường lớn đi về phía đông. Christian, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi tìm việc làm là vì tiền thuê nhà, ta ở hai đại lộ phòng ở là bốn hộ, còn trống ba hộ, kỳ thật ngươi có thể dọn đến đó, coi như nhân viên phòng ngủ, nơi này không quá an toàn. Ngô Hằng nhìn thấy hoàn cảnh sống ở đây, tuy rằng trong nội dung vở kịch Christian không có nguy hiểm, Bất quá rất nhiều góc tường hẻm nhỏ nơi này đều ngồi sống kẻ lang thang. Chỗ tôi vừa mới nộp tiền thuê nhà, chờ ngày mai hỏi chủ nhà có thể trả lại tiền thuê nhà không. Christian cũng không có cự tuyệt, dù sao cao như vậy tiền lương đều tiếp nhận, lại tiếp nhận bao chỗ ở thì có cái gì. Hai người một đường nói chuyện với nhau đi tham gia lần tụ hội di dời này. Trong thời gian đó, cha của Christian là Riley cũng nhận ra Din Miranda nổi tiếng, mời Ngô Hằng uống không ít rượu. Bất quá Ngô Hằng đã là chú đồ, uống nhiều rượu hơn nữa cũng không có chút men say nào. Buổi tiệc kết thúc lúc 10 giờ tối. Trên đường phố bên ngoài đã không còn người đi bộ. Hai người chậm rãi tản bộ theo ngõ nhỏ khu dân cư trở về. "Đinh, anh có biết tại sao tôi phải ra ngoài thuê nhà ở không?" "Bởi vì không thích mẹ kế ngươi." Ngô Hằng quả quyết trả lời. "Đúng, ngươi quả nhiên hiểu ta. Tôi chính là không thích Chu Lệ." Người phụ nữ này, tôi luôn cảm thấy trong lòng cô ấy có chút bất chính. Christian tụ hội lúc cũng uống một chút rượu, nhưng là cũng không có men say, sâu kín nói. Ngô Hằng biết cảm giác của Christian không sai. Người mẹ kế này của cô, cùng cha cô kết hôn chưa được mấy ngày, liền ngoại tình với chú Răng. lần này dọn về nhà gỗ thu dọn, đều vẫn nhớ lại những ngày tình cảm mãnh liệt lưu luyến cùng Răng. Cảm giác của ngươi đúng, bất quá chúng ta đi ngược hướng đi đây là đường đi đại đạo thứ hai. Ngô Hằng thuận miệng nói, lúc tụ hội, hắn quả thật có thể cảm giác được ánh mắt không an phận của Chu Lệ nhìn chầm chầm hắn, bất quá hắn đối với phụ nữ trung niên không có hứng thú gì. Christian nghe nói như thế, ngừng lại, mắt hàm thu ba nhìn chầm chầm Ngô Hằng. Không có đi nhầm, ngươi không phải nói, để cho ta dọn đến nhà của ngươi sao? Hoàn cảnh trưởng thành của Christian đã quyết định cô không phải là loại cô gái hàm súc, chỉ cần nhìn thẳng vào nội tâm của mình, sẽ quyết đoán đi làm. Ngô Hằng nghe cô gái nói trắng ra như vậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Christian có đôi mắt biết nói. Hai người dần dần đến gần. Sáng sớm hôm sau, trong trang viên Miranda cách đó 700 km. Hậu viện trang viên đang vây quanh vài người đang nói chuyện với nhau, dẫn đầu chính là quản gia mát. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhà gỗ nổ sập hơn phân nửa, cỏ cây bên ngoài tất cả đều bị lật trễ. Trên mặt đất còn có một bộ hài cốt mất đi hai chân, tràn đầy lỗ đạn. Từ một phần da và quần áo bị cắt xén có thể phán đoán là một kẻ lang thang. Quản gia mát đang chỉ huy người dọn dẹp hiện trường. Cảnh sát đường phố nghe tiếng mà đến đã bị ngăn lại ở cửa, thuận miệng bị ứng phó. Một triệu bản anh quyên góp cho sở cảnh sát vẫn đang phát huy sức nóng dư thừa của nó. Ngô Hằng ở cùng một lúc cũng nhận được tin tức, xem ra bố trí cạm bẫy, đã đem hàng băng thủy tinh cầu địa ngục môi giới đưa đi địa ngục. Hắn nói với mã khắc nhĩ, thu dọn xong tiếp tục canh phòng nghiêm ngặt, không cho người của Điền Trang tiếp cận sân sau. Tiếp theo Ngô Hằng mua bữa sáng đặt vào phòng, liền đi tới cửa hàng thú cưng. Ba cô gái kim chức kia đã được nghỉ phép đi học. Ngô Hằng chỉ có thể một mình thu dọn cửa hàng thú cưng. Về phần Christian vốn nên hôm nay chính thức đi làm, Tìm thư Uyển thì còn đang ngủ trong phòng Ngô Hằng. Ở loại quốc gia ưng quốc này, tiết tấu vốn chính là nhanh như vậy, chỉ cần nhìn đúng mắt là được, đây là phương thức xúc tiến quan hệ nam nữ nhanh nhất. Bất quá tố chất thân thể của chú đồ đối với một cô gái bình thường mà nói, quả thật quá mức mạnh mẽ. Lúc này Ngô Hằng đang giúp một con chó samoy tên là Alisa xúc phân. Cái tên Alisa là do cô gái tên Alisa đặt trong ba cô gái hai ngày trước. Ngô Hằng cũng không rõ, nàng vì cái gì muốn đặt tên cho một con chó giống như nàng, bất quá cũng chỉ gọi như vậy. Một chiếc đế sen màu đen đổ trước cửa tiệm thú cưng, cửa xe mở ra. Tiên sinh. Một người trung niên cường tráng mặt âu phục, đeo kính râm, trong tay sách vali màu đen, đi tới trước mặt Ngô Hằng. Đồ đạc đều mang đến. Ngô Hằng thản nhiên hỏi. Mang đến, đều ở trong rương. Ừ, để cái này là được, anh có thể đi, đúng rồi để xe lại. Người đàn ông mặc âu phục đặt vali xuống, xoay người vừa định nhấc chân lên xe, nghe Ngô Hằng nói, lại thu chân chuẩn bị đi bộ rời đi. Quên đi, tới cũng tới rồi, ngươi cũng đừng đi, giúp ta chiếu cố sủng vật đi, ta có việc. Ngô Hằng cũng không đợi hắn đồng ý, liền đem sẻn trong tay trực tiếp đưa cho trung niên cơ bắp. Tiếp theo đem rương mang đến phòng nghỉ ngơi, mở ra kiểm tra. Bằng dính, túi hợp nhất, bao tải súng ngắn, bom điều khiển từ xa, đồ vật không bỏ sót. Người trung niên trong tiệm ngơ ngác nhìn chầm chầm vào đống phân dính trên cái sẻn trong tay. Trong tiệm sủng vật hò hét loạn, hắn khóc không ra nước mắt, việc này hắn thật không có làm qua a à, sớm biết vậy liền không đoạt cái này biểu hiện cơ hội, để cho số 17 đến quên đi.